Ok, Hùng Lê xin chào cả nhà. Rất vui được gặp lại quý anh chị nhà đầu tư trong bản điểm tin vào tối thứ sáu hàng tuần trên sóng của kênh YouTube Chứng khoán Gạch Ngang Chiến Binh trên từng con sóng. Thì tuần ngày hôm nay, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi nhìn nhận lại thị trường trong tuần vừa qua, cũng như sẽ có phân tích một vài cái góc nhìn xu thế của VN Index trong tuần tới, cũng như chúng ta sẽ phân tích các cái mã cổ phiếu mà chúng ta đang theo dõi và các cái mã cổ phiếu mà Hùng đã khuyến nghị ở trên Zoom. Thì trước khi mà chúng ta đi vào phân tích thị trường thì chúng ta nhân tiện có một câu hỏi của một nhà đầu tư ở trên thị trường có hỏi Hùng Lê là vai trò của Hùng Lê hiện tại trong team cũng như vai trò hiện tại của Hùng Lê ở trong công ty chứng khoán VPS thì Hùng Lê đang làm những việc gì. Xuyên suốt tất cả, nếu như những anh chị nào mà theo dõi Hùng Lê từ lúc mà những cái bản tin đầu tiên của Hùng Lê, thì Hùng Lê cũng đã có chia sẻ với tất cả cộng đồng nhà đầu tư đó là xuất thân thì Hùng Lê là một nhà đầu tư, và sau đó trong quá trình Hùng đầu tư thì Hùng đã thấy được những đúc rút được những cái kinh nghiệm mà trong cái quá trình mình đầu tư mình thất bại, mình đã có trải qua những cái mà mình sai lầm, thì sau đó thì Hùng đúc kết lại kinh nghiệm, và khi mà Hùng cảm thấy rằng là những cái kiến thức này Hùng cần sẽ phải chia sẻ đến với cộng đồng nhà đầu tư, thì Hùng đã quyết định là lập cái kênh Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng ở trên kênh YouTube cũng như ở trên Facebook đó. Thì là gần như là tất cả những anh chị em nào mà đã theo dõi Hùng Lê suốt tất cả những cái bản tin hàng tuần và từ lúc mà Hùng Lê lập kênh đến bây giờ, thì chắc có lẽ là anh chị cũng đã hiểu là cái mục đích mà Hùng đang làm đấy là Hùng đang muốn đi xây dựng một đội nhóm, xây dựng một cái đội nhóm gồm tất cả những anh chị nhà đầu tư. Chúng ta quy tụ về đội nhóm, nếu những anh chị nào chúng ta thấy có những cái góc nhìn, có những cái chia sẻ đồng quan điểm với Hùng Lê, thì chúng ta sẽ cùng về một chỗ để chúng ta cùng đầu tư. Thế thì cái việc mà công ty chứng khoán VPS hay công ty chứng khoán Tân Việt hay là công ty chứng khoán TVSI hoặc là một công ty chứng khoán bất kỳ nào đó, thì cái vai trò của các công ty chứng khoán đó là một cái nơi để cho chúng ta lập một cái tài khoản và chúng ta chuyển tiền vào đó, chuyển tiền xong thì chúng ta sẽ đầu tư. Tức là cái vai trò của các cái công ty chứng khoán nó là gần như nó là giống nhau. Các anh chị có một cái ví dụ nó nôm na như là chúng ta đi chợ, đúng không ạ? Thì chúng ta mua một con cá, ok, chúng ta có thể ra chợ dân sinh, chúng ta có thể ra chợ đầu mối, hoặc là chúng ta có thể ra chợ gần nhà, hoặc chúng ta có thể vào những cái cửa hàng tiện lợi đó. Thì công ty chứng khoán nó cũng giống như là một cái chợ để giúp cho chúng ta hoạt động mua bán của chúng ta được, sẽ những cái lệnh mua bán của chúng ta sẽ được chuyển lên sàn. Vậy thì ở VPS hay ở TVSI hay ở một công ty chứng khoán nào đó thì cái vai trò của công ty chứng khoán thì nó là giống nhau. Tuy nhiên cái tính ưu việt của từng công ty chứng khoán thì nó sẽ có, mỗi một công ty chứng khoán người ta sẽ có một cái thế mạnh, sẽ có một cái thế mạnh khác nhau. Đó, ví dụ như tại VPS thì thế mạnh của VPS đấy là phái sinh. Như các anh chị cũng biết là các cái hoạt động trading phái sinh ở VPS nó rất là tuyệt vời, bởi vì những cái chính sách mà VPS dành cho khách hàng, ví dụ như là miễn phí giao dịch phái sinh, ví dụ như thế, hoặc là những cái gói margin để giúp chúng ta tăng cái sức mua của các cái hợp đồng đó. Và không những vậy thì ở cái mảng chứng khoán cơ sở thì hiện tại là công ty chứng khoán VPS đang miễn phí ở trên tài khoản thường. Thì các anh chị có hỏi Hùng là tài khoản thường là tài khoản như thế nào, tức là cái tài khoản đuôi 1 là cái tài khoản tiền mặt, tức là ví dụ như các anh chị có 100 triệu thì các anh chị chỉ mua được 100 triệu, thì các anh chị nộp tiền vào cái tài khoản đó thì hiện tại là đang miễn phí, các anh chị chỉ mất là 0,03% cái phí mà VSD thu. Đấy, còn lại là công ty không thu phí. Còn trên đuôi 6 của tài khoản chứng khoán cơ sở thì hiện tại công ty đang xét phí là 0.15%. Và với một cái lãi suất margin là 9,8% cho 1 tỷ đầu tiên thì Hùng nghĩ đấy là một trong những cái chính sách mà VPS dành rất tốt cho khách hàng. Chính vì vậy nên là Hùng luôn khuyến nghị các anh chị là chúng ta sẽ về VPS cùng đồng hành với team của Hùng Lê tại VPS. Bởi vì
Bản thân Hùng Lê thì ở ngoài công ty chứng khoán VPS, Hùng có cộng tác viên thêm ở công ty chứng khoán TVSI ngoài Tân Việt đó, và một số các công ty chứng khoán khác. Nhưng hiện tại thì Hùng đang thấy rằng ở VPS đang rất là tốt về những cái chính sách dành cho khách hàng. Và hơn thế nữa, một cái điều quan trọng nhất mà Hùng cũng muốn chia sẻ với tất cả anh chị em của chúng ta, thì những anh chị em đã đồng hành cùng với Hùng trong suốt quãng đường thời gian vừa qua thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là hiện tại trong team của Hùng Lê thì ngoài cái việc là công ty chứng khoán VPS nó mạnh về phái sinh rồi, nhưng mà team của Hùng Lê cũng phải khẳng định, đến giờ phút này cũng phải khẳng định rằng là team của Hùng Lê cũng hoạt động hết sức là tích cực. Và đặc biệt là khi thị trường chứng khoán cơ sở suy yếu thì zoom phái sinh, zoom lệnh phái sinh của team Hùng Lê hoạt động rất là hiệu quả. Thì tí nữa Hùng sẽ có những cái hình ảnh để giúp cho quý anh chị nhà đầu tư của chúng ta hiểu rõ hơn. Còn cái vai trò của Hùng Lê hiện tại thì thứ nhất là Hùng Lê là một nhà đầu tư, bản thân xuất thân từ một nhà đầu tư, cho nên là bây giờ Hùng vẫn trending bình thường. Và cái vai trò thứ hai đó là Hùng lập team, lập đội nhóm để thứ nhất là chia sẻ những cái kiến thức, những cái góc nhìn của Hùng Lê. Bản thân những cái góc nhìn đó thì Hùng cũng đã có chia sẻ với cộng đồng nhà đầu tư, cũng như chia sẻ với tất cả quý anh chị nhà đầu tư của chúng ta. Đó là những cái góc nhìn khách quan nhất, và các anh chị có thể xem, và xem xong thì các anh chị sẽ đưa vào trong những cái quyết định của mình. Đó, nếu những cái góc nhìn nào mà các anh chị thấy là đồng quan điểm với các anh chị thì chúng ta sẽ đưa vào góc nhìn và đưa vào trong những cái chiến lược hành động của chính của anh chị. Chứ còn không phải là xem xong thì sẽ áp dụng nguyên vẹn những cái Hùng Lê nói ở trên này vào cái quyết định của anh chị, không có cái đó. Và Hùng vẫn lưu ý là tất cả khi anh chị em của chúng ta tham gia các cái room, các cái team, các cái đội nhóm thì đấy là một cái kênh để chúng ta tham khảo, chứ không phải đấy không phải là một cái chén thánh để giúp cho chúng ta đầu tư thành công. Đấy, từ những cái thông tin ở trên kênh, từ những thông tin ở trên room thì chúng ta đưa vào cái quyết định đầu tư của chúng ta, và cái quyết định cuối cùng là quyết định của quý anh chị nhà đầu tư. Đấy, thì vừa rồi Hùng có chia sẻ với cả nhà cái vai trò của Hùng, và hiện tại thì Hùng đang hỗ trợ cộng đồng nhà đầu tư ở trên những cái góc độ. Thực sự thì hiện tại thì ở trên trên Facebook thì hiện tại là trong group cũng đã có rất nhiều những cái thành viên tham gia, nhưng hiện tại thì Hùng chưa có thời gian để Hùng hỗ trợ các anh chị ở trên này. Và khi mà cái lượng đăng ký kênh và cái lượng mà các anh chị tham gia nó đạt được đến một cái lượng nào đó nhất định thì Hùng sẽ có thể sẽ hỗ trợ các anh chị ở trên một cái team cộng đồng. Cái team cộng đồng ngoài cái kênh là chứng khoán chiến binh trên từng con sóng thì ở trên Facebook thì Hùng cũng sẽ hỗ trợ các anh chị. và qua hai cái kênh này, gọi là hai cái kênh để chúng ta giúp chúng ta trao đổi thông tin. Và song song với việc đó thì ở trên Zalo thì có rất nhiều những anh chị em hiện tại là chưa, tức là các anh chị em vẫn đang giao dịch ở những công ty chứng khoán khác, thì các anh chị em có nhờ Hùng tư vấn một số các anh chị em có hỏi Hùng, thì các anh chị cũng có thể chat với Hùng ở trên Zalo. Thì cái Zalo của Hùng Lê thì các anh chị ở dưới những cái bản tin đây thì Hùng luôn để số điện thoại của Hùng Lê, đấy là 0968279555, thì các anh chị có thể add Zalo của Hùng Lê. Và có những câu hỏi thì các anh chị có thể hỏi Hùng. Và ở trên các anh chị cũng lưu ý giúp Hùng Lê là ở trên những cái bản tin hàng tuần thì các anh chị chờ một tí, Hùng sẽ tạm dừng lại. Trên các bản tin hàng tuần thì các anh chị ở dưới này cũng có những cái dòng comment, phải có những cái dòng comment ở trên này thì các bạn có hỏi các cái mã cổ phiếu, đúng không ạ? Các bạn có muốn hỏi Hùng các cái mã cổ phiếu đấy, TND rồi tất cả những cái mã cổ phiếu các bạn hỏi thì Hùng đều có thu xếp những cái thời gian. Khi mà Hùng nhìn thấy thì Hùng sẽ trả lời các anh chị ở đây. Thì các anh chị có thể dưới các cái bản tin hàng tuần, nếu có những cái câu hỏi nào mà liên quan đến cổ phiếu hoặc liên quan đến thị trường thì các anh chị cũng có thể comment ở đằng dưới các cái bản tin, và sau đó thì Hùng Lê và các anh chị trong team sẽ giải đáp giúp cho cộng đồng nhà đầu tư.
Thì hiện tại thì những anh chị, thực ra thì Hùng đang trong team của Hùng Lê thì đang có hai cái room để hỗ trợ anh em. Thì room thứ nhất đấy là room các anh chị cũng biết rồi, đấy là room VPBS NO01. Thì trong room này thì Hùng sử dụng để hỗ trợ tất cả các anh chị em về về mảng chứng khoán cơ sở. Thì khi mà hàng tuần, khi mà có những cái mã cổ phiếu, khi mà có những cái mã cổ phiếu mà có những cái tín hiệu, đúng không ạ? Đây ví dụ như Vinhome đó, thì Hùng đã, khi mà có những cái tín hiệu thì Hùng đã có thể là sẽ khuyến nghị dành cho các anh chị, hoặc là PTB, đúng không ạ? Sau đó và tiếp tục thì những cái bản tin của Hùng Lê thì liên tục và xuyên suốt với nhau, ví dụ như là VGC, khi VCG đó, VGC thì có những cái tín hiệu như thế nào, VCG thì có thể mua test ở những vùng nào, Vinamilk thì đã khuyến nghị các anh chị mua ở trong cái bản tin tuần trước ở vùng giá 123 đến 123.5, và trong cái phiên ngày hôm nay thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị là đang có dấu hiệu tốt và có thể gia tăng tỷ trọng đó, và những cái bản tin đó ví dụ VGC đang hướng, tức là trong những cái phiên, đúng không ạ, Hòa Phát thì Hùng cũng đã có những cái khuyến nghị dành cho các anh chị, ví dụ khi lực cầu đẩy qua vùng 23.3 thì chúng ta sẽ làm những cái gì. Và liên tục thì Hùng luôn có những cái bản tin để phân tích thị trường đó, cũng như là phân tích các cái mã cổ phiếu để dành cho các anh chị, ví dụ như là PLX, ví dụ như TDH, ví dụ như ba con A, ví dụ như VGI, HPG, PNG, ví dụ như vậy, PNG nó có bắt đáy được ở đâu, VRE thì như thế nào, và đó thì là và liên tục thì Hùng đã có những cái bản tin phân tích về thị trường trong ngắn hạn và dự báo những cái kịch bản về VN Index của chúng ta, VN Index của chúng ta để hội tụ, và cái cách đường đi như thế nào để giúp cho chúng ta có được một góc nhìn nó khá là tốt đó. Và liên tục trong tuần, khi mà tín hiệu, có những cái tín hiệu và tích cực thì Hùng đều có up lên đây để giúp cho chúng ta có được những cái góc nhìn nó là tốt nhất. Và một điều đặc biệt đó là Hùng đã nói ở ban đầu bản tin, VPS có một thế mạnh đấy là phái sinh, và trong team của Hùng Lê thì cũng có các anh chị ở trong team là những người có kinh nghiệm và trong cái quá trình trading phái sinh. Và hơn thế nữa thì được cùng với sự hỗ trợ của các cái công cụ về phần mềm, đó là bot. Và từ những cái tín hiệu của bot thì được các anh chị, khi mà bot có những cái tín hiệu thì các anh chị đã lọc những cái tín hiệu đó ra để phân tích và đi lệnh. Thì khi có những cái tín hiệu lệnh mà nó tốt và nó được phân tích, được ok thì sẽ được các anh chuyển lên đây. Thì các anh chị cũng có thể thấy là ví dụ như ngày hôm nay, đó thì có một cái tín hiệu lệnh long ở 883, và khi mà một cái tín hiệu lệnh được phát lên thì đều có những cái target ở đằng sau này để giúp cho chúng ta có được những cái góc nhìn tốt nhất. Và ví dụ như là tùy vào kỳ vọng của các anh chị khi chúng ta đầu tư thì chúng ta có thể chốt ở target 1, target 2 hoặc target 3, và càng target về sau thì cái mức độ điểm nó càng lớn lên đó. Và liên tục như vậy những lệnh ở đây, những cái lệnh ở đây long và short thì đều được team của Hùng Lê đã up lên đây. Và như thế là các anh chị nếu trong quá trình trading phái sinh thì chúng ta cũng lấy đây một cái kênh thông tin để chúng ta tham khảo. Hùng vẫn nói là như vậy. Và hàng ngày, hàng tuần, thường thì là hàng tuần thì sẽ có những cái bảng tổng kết như này. Đây các anh chị cũng có thể thấy rằng là những cái bảng tổng kết của lệnh của tháng 6. Đây các anh chị có thể nhìn thấy đây. Thì bên này là từ ngày 3 đến ngày 18 là hợp đồng của VN của tháng 6. VN30 ở tháng 6, thì trong tháng 6 tức là tỷ lệ win win trên lốt, tức là tỷ lệ thắng trên thua là đạt 34,4 điểm. Và những cái cấu trúc lệnh thì đều đã được tất cả các anh chị em lưu lại đây để chúng ta ghi lại dữ liệu lịch sử, để chúng ta có được những cái đánh giá khách quan về cái tính hiệu quả của bot, tính hiệu quả của quá trình phân tích đi lệnh ở trên room.
Đó, và hai cái lệnh của tháng 7 đúng không ạ? VF 1902 007 ở đây đúng không ạ? Thì hai lệnh của ngày hôm hai lệnh đầu tiên của hợp đồng tháng 7 thì đã đạt được một cái mức đấy là tỷ lệ win là 17,5 điểm. Và trong ngày hôm nay thì có thêm được long 883 và đạt target 885, tức là ngày hôm nay có được thêm 2 điểm nữa, tức là khoảng tầm 19,5 điểm đó. Thì tất cả những cái dữ liệu này đều được ghi lại, đó đều được ghi lại, và một cái cách hoạt động cũng rất là hiệu quả của team để giúp cho cộng đồng nhà đầu tư khi mà cơ sở gặp những cái tín hiệu yếu, tín hiệu chúng ta khó để đầu tư, thì những anh chị em mà đang đánh phái sinh thì ok, chúng ta có được một cái kênh thông tin rất là hữu ích để giúp cho chúng ta có được những cái tham khảo nó là tốt nhất. Đó thì Hùng vừa mới giới thiệu lại qua cái vai trò của Hùng Lê cũng như team của Hùng Lê cũng như các cái tính ưu việt khi mà quý anh chị nhà đầu tư về tham gia đồng hành cùng team của Hùng Lê tại công ty chứng khoán VPS. Thì hiện tại các anh chị đang được miễn phí giao dịch, thì đấy là một trong những cái điều kiện rất là tốt để giúp cho chúng ta đỡ đi một phần về phí trong cái quá trình khi mà thị trường của chúng ta đang gặp những cái thị trường cơ sở của chúng ta gặp rất nhiều những khó khăn. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng điểm lại tình hình thị trường trong tuần vừa qua. Thì trong bản điểm tin video số 59 thì Hùng cũng đã có khuyến nghị các anh chị là chúng ta thận trọng ở những cái vị thế mở những cái điểm mua mới, vị thế những cái điểm mua mới, bởi vì khi mà bản tin kết thúc tuần, bản tin kết thúc tuần ngày phiên giao dịch, các anh chị chờ một tí Hùng sẽ đánh dấu lại để chúng ta dễ phiên ngày 14. Phiên ngày 14. Ok. Đây là phiên kết thúc ngày 14. Kết thúc ngày 14 thì khi đó thì Hùng đang có những cái nhìn nhận về thị trường về VN Index của chúng ta, tức là khả năng VN Index của chúng ta sẽ xoay ngang quanh vùng 945 điểm và quanh vùng 955 điểm. Và chính vì khi đó VN Index của chúng ta đang ở một trạng thái đi ngang, dẫn đến việc là khi chúng ta mở những cái điểm mua mới trong một cái khi mà trạng thái thị trường đi ngang thì nó sẽ rất là nguy hiểm đó. Và chúng ta cũng có thể thấy rằng là phiên thứ hai và phiên thứ ba thì đã có những lúc mà VN Index test lại tiếp vùng 940 đó, test lại vùng 940, và kết thúc của phiên ngày thứ ba, tức là ngày 18 tháng 6, thì Hùng đã có những cái phân tích đánh giá ở trên Zoom về các cái kịch bản của VN Index của chúng ta. Bởi vì khi đó thì Hùng đang nhìn thấy được là những cái kịch bản cho VN Index, tức là cái vùng 940 đó, cái vùng 940 mà bị gãy với vol đạt khoảng tầm 170 triệu cổ phiếu trên một phiên đó, thì khi đó thì thị trường của chúng ta sẽ đi theo một cái hướng xấu hơn. Và trong phiên ngày 18 tháng 6 đúng không ạ, đó thì đã tạo thành một cây nến rút chân và hồi về cuối phiên, và đây là lần thứ 3 mà VN Index thử thách cái vùng 940 và cái mốc này chưa bị phá vỡ đó. Vậy thì phân tích kỹ thuật là gì? Phân tích kỹ thuật là chúng ta căn cứ những cái tín hiệu về giá, về khối lượng và cái cách vận động của đồ thị để chúng ta có thể nhận định được cái xu thế đường đi của cổ phiếu cũng như của VN Index. Và những cái vị thế mua mới thì Hùng khuyến nghị các anh chị chúng ta thận trọng, và chúng ta sẽ lựa chọn những cái mã cổ phiếu mà đã được team phân tích, hoặc là những cái mã cổ phiếu mà có được những cái dòng tiền tốt đó, những cái dòng tiền tốt để chúng ta tham gia. Trong cái bản tin video số 59 thì Hùng có nhận định là thị trường có thể sideways đi ngang quanh vùng 945 và quanh vùng từ 945 đến 955. Nhưng mà phiên ngày hôm qua, tức là phiên ngày đáo hạn hợp đồng, thì VN Index của chúng ta đã có một phiên tăng mạnh, tăng rất là mạnh. Và phiên ngày hôm nay thì gần như là thị trường có đạp đẩy lên một tí, và sau đó kết phiên thì gần như là thị trường không tăng điểm và lại về lại với cái mốc ở đây là mốc gần 958. Đấy, khoảng vùng 959.2, khoảng vùng đây. Thì tí nữa Hùng sẽ đi phân tích chi tiết về thị trường. Bây giờ chúng ta sẽ điểm qua một vài
các cái mã cổ phiếu mang cái tính dẫn dắt và giữ nhịp cho thị trường. Đối với Vinhome thì các anh chị, một số các anh chị đã chat và có hỏi Hùng Lê là Vinhome đã bắt đáy được chưa, thì Hùng đánh giá rằng Vinhome đang có được một cái lực cầu khá là tốt ở khoảng vùng giá 76.5. 76.5 nó vừa là chạm kênh xu thế, đây là cái vùng vừa là chạm kênh xu thế và vừa là một cái điểm hỗ trợ của Vinhome, thì khả năng khi về đến đây thì Vinhome sẽ có những cái những cái điểm hồi tụ ở đây, những cái điểm hồi tụ ở đây. Thì về hiện tại thì Hùng đang thấy là Vinhome đang có những cái dấu hiệu mà rút chân tại đây. Rút chân tại đây thì nếu những anh chị nhà đầu tư nào mà chúng ta có thể tham gia để bắt đáy Vinhome thì chúng ta có thể canh mở mua 1/3 đến 1/4 của Vinhome ở quanh vùng 76.5, đánh giá ở vùng 76.5 thì khả năng Vinhome sẽ có một nhịp hồi từ đây. Khi mà đường RSI đã rơi vào vùng quá bán thì khả năng là Vinhome sẽ có những cái lực hồi tại đây. Và nếu như là những anh chị nào mà chúng ta mà không mua được, tức là Vinhome không đạp được về đến vùng giá đây là vùng giá 76.5 thì chúng ta cũng có thể canh ở quanh vùng giá 78, quanh vùng 78 ở đâu? Ở đây khoảng ở trên này một tí. Đó, khoảng vùng 78, ok, khoảng vùng 78 thì cũng có thể mở những cái vị thế mua dần để mình lấy các cái vị thế để mình có thể đánh đủ T cộng của Vinhome. Và trong nhịp này thì mình đánh giá rằng khả năng Vinhome sẽ hồi được đâu đó khoảng về vùng 80, về hồi được khoảng về vùng 83. Khả năng thì Vinhome cũng chỉ hồi được về vùng 83 thôi. Và về vùng 83 thì nó sẽ lình xình 1-2 phiên và sẽ có những yếu tố tạo lập để đạp Vinhome bật qua vùng giá 83. Thì lúc đó thì chúng ta sẽ tiếp tục có những cái khuyến nghị ở trên Zoom. Đối với VIX, VIX thì hiện tại cái nền phân phối trên của VIX là từ 117 đến 120. 117 thì cứ mỗi lần khi chạm về đây, các anh chị cũng có thể nhìn thấy là mỗi lần chạm về đây thì VIX lại có những cái nhịp đánh xuống đây. Đây là nhịp đánh xuống thứ nhất và đây là nhịp đánh xuống thứ hai, và đến phiên trong tuần hôm nay thì cũng đã có lúc chạm về biên 117 và sau đó thì Vinhome lại rơi về 114.5, thì khả năng thì Vinhome vẫn có một cái điểm hội tụ ở đây là quanh vùng giá 113. Nhẹ hơn thì nó có thể là 112 đến vùng 113, tức là Vinhome vẫn có một cái vùng VIX vẫn có một cái vùng hội tụ ở đây để giúp cho cổ phiếu này không bị rơi quá sâu. Hiện tại thì khả năng là VIX vẫn là một trong những cái mã cổ phiếu để giữ nhịp cho thị trường, bởi vì là các cái yếu tố tạo lập thì khả năng cũng đang muốn đánh thị trường lên một nhịp nữa. Theo như Hùng Lê nhận định thì như thế, còn cái nhịp đánh đó nó sẽ đi đến đâu thì chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta sẽ phân tích. Vinamilk, Hùng sẽ nói sâu hơn về cổ phiếu Vinamilk. Đối với Vinamilk, những anh chị nào mà theo dõi những bản tin của Hùng Lê ở trong bản tin video số 59, đúng không ạ? Tuần trước thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị mở mua Vinamilk ở quanh vùng giá 123. Ở quanh vùng giá 123 đến vùng giá 123.5. Bởi vì lúc đó Hùng đã nhìn thấy 123. Bởi vì lúc đó Hùng đã nhìn thấy Vinamilk đang có những cái điểm hồi tụ ở đây đang khá là đẹp. Và nếu có chỉnh thì Vinamilk cũng sẽ chỉnh về khoảng hồi tụ khoảng về vùng 120, về vùng 120 để chúng ta có được những cái tín hiệu tích lũy tại đây. Và như vậy thì với cái tín hiệu giảm của Vinamilk như vậy thì nó cũng khá là hợp lý đối với Vinamilk. Hiện tại thì trong team của Hùng Lê đã mở mua Vinamilk trước cái phiên ATO ngày hôm nay, bởi vì khi đó thì trong buổi chiều thì cũng đã có khuyến nghị các anh chị là mở mua Vinamilk. Mở mua Vinamilk có dấu hiệu tốt và hướng mọi người gia tăng tỷ trọng, thì trong team ngày hôm nay đã mở mua Vinamilk và hiện tại cái tín hiệu của Vinamilk thì Hùng đánh giá đang khá là tốt, khá là ok. Mặc dù ngày hôm nay thì cái khối lượng đột biến của Vinamilk nó là do quỹ ETF cơ cấu, tuy nhiên cái lực hồi của Vinamilk ở thời điểm hiện tại Hùng đánh giá khá là ok. Vinamilk sẽ có một nhịp hồi tại vùng giá 123.5 đến vùng 100 từ vùng 123 đến vùng 123.5. Đối với những anh chị nào mà chúng ta muốn mở mua và tham gia Vinamilk thì chúng ta cũng có thể, Hùng cũng hiện tại thì Hùng không thể tiên lượng được sau cái phiên tăng mạnh ngày hôm nay thì Vinamilk có thể test chỉnh hay không, nhưng
khả năng thì Vinamilk vẫn phải test lại ở quanh cái vùng giá 124. 124 đến khoảng vùng giá 124.5. Khả năng thì như vậy, thì ở những anh chị nào mà đang muốn tham gia Vinamilk thì chúng ta cũng có thể canh ở trong phiên ngày thứ hai để chúng ta mở mua và đánh một cái nhịp hồi ở đây. Và cái nhịp hồi này của Vinamilk thì khả năng Vinamilk sẽ hồi lại về ở quanh vùng giá 130. Quanh 130 ở đây, khả năng sẽ hồi lại về quanh hội tụ về quanh vùng giá 130 trong cái nhịp hồi này của Vinamilk. Ok, Vinamilk là một cổ phiếu tốt để có thể chúng ta sẽ đánh ở trong cái nhịp này. SAB, các anh chị lưu ý nhé, tức là trong quá trình Hùng Lê phân tích thì những mã cổ phiếu nào Hùng Lê nhấn mạnh là đáng để đầu tư hoặc khuyến nghị để đầu tư thì các anh chị có thể nốt lại, và sau đó thì các anh chị có thể thiết lập một cái danh mục riêng của mình để theo dõi trong những cái quá trình mà Hùng Lê khuyến nghị. Đối với SAB, những cái tính tạo lập của SAB hiện tại vẫn đang khá là tốt khi mà SAB đã hoàn thành cái target Hùng phân tích ở đây là về vùng 280. Hùng đánh giá rằng SAB có thể chỉnh lại về vùng 260 ở trong nhịp này để tiếp tục đánh lên. Hiện tại thì sao? Hiện tại thì SAB đang có những phiên lình xình ở quanh vùng 280 ở đây. Quanh vùng giá 280 ở đây thì chúng ta sẽ chờ những yếu tố tạo lập. Nếu như sang tuần, phiên thứ 2 và phiên thứ 3 tuần tới SAB tiếp tục đánh vượt đỉnh, vùng 280 thì như vậy thì SAB sẽ trong nhịp này sẽ đánh về đâu đó khoảng tầm về vùng 300 thì coi như là cũng là hội tụ và cũng coi như là neo giữ để giúp cho VN Index của chúng ta không bị giảm quá sâu. SAB là một trong những cái mã cổ phiếu mà tạo lập thị trường cực kỳ là tốt. Còn để khuyến nghị đầu tư ở trong giai đoạn hiện tại thì SAB Hùng không khuyến nghị, bởi vì SAB là một mã cổ phiếu mà nó dành cho những cái nhà đầu tư nó tổ chức nắm giữ lâu dài thì nó tốt hơn, và nó nằm ở trong tay những cái yếu tố của những nhà tạo lập. VDC là một mã cổ phiếu hàng không, Hùng đánh giá hiện tại ở những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của VDC đang khá là tốt, và VDC đang có những cái phiên rũ, rũ hết những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ đi, và nền tích lũy của VDC ở đây thì Hùng đã phân tích rồi, 115 đến 117, và sau đó thì VDC đang có những nhịp đánh lên. Đối với quan điểm của Hùng Lê thì trong những bản tin phân tích trước thì Hùng có đề cập đến cái việc là VDC có thể đánh test trả về vùng giá 120. Và cái lượng cung và lượng cầu thì cần phải hấp thụ hết ở vùng giá 125. Vùng giá 125 là một cái vùng mà kháng cự tương đối là mạnh của cổ phiếu VDC trong ngắn hạn, và tại những đây thì nó phải hấp thụ hết cái lượng cổ phiếu ở trước này đã hấp thụ hết xong thì VDC, Hùng đánh giá là khả năng VDC sẽ có một nhịp đánh lên. Và nhịp đánh lên thì Hùng vẫn đối với thời điểm hiện tại thì Hùng vẫn đang đề cập vẫn chưa thay đổi target của VDC ở vùng giá 135. VDC cũng là một mã cổ phiếu mà Hùng đã khuyến nghị đầu tư. BVH, Bảo Việt. Bảo Việt thì những anh chị mà theo dõi các bản tin phân tích hàng tuần của Hùng Lê thì các anh chị cũng có thể để ý thấy rằng đây là một mã cổ phiếu mà Hùng liên tục phân tích, và hiện tại thì Bảo Việt đang có những phiên uốn lượn ở quanh vùng giá 80. Thì hiện tại thì xung lực dòng tiền đang bị yếu đi. Tuy nhiên cái nhịp hồi của VDC thì Hùng đánh giá rằng là khả năng là VDC sẽ test lại. Xin lỗi cả nhà. Khả năng là BVH sẽ test lại ở vùng giá 79. Ok. Có thể BVH sẽ quay trở lại vùng 79 mà thậm chí sâu hơn. Sâu hơn sẽ là vùng 78.5. Ok. Một cái nền giá khoảng 78.5 đến 79 ở đây để giúp cho BVH có thể tích lũy trở lại ở vùng này. Và cái mục tiêu của Hùng Lê thì BVH hồi về vùng 85 vẫn không thay đổi. Đối với mã cổ phiếu này. Đối với BVH thì những anh chị nào đang nắm giữ BVH thì chúng ta vẫn tiếp tục nắm giữ để chờ chốt ở những cái target cao hơn. Còn mở mua mới thì các anh chị có thể canh ở quanh vùng giá test chỉnh khoảng 78.5 thì cũng có thể tham gia. Cổ phiếu Mansan ở giai đoạn này thì rất là kém, bởi vì Mansan ở giai đoạn này thì những cái tín hiệu giá nó cũng khá là khó chịu, đi ngang xong đó thì có những phiên tăng giảm, thì quan điểm của Hùng Lê là chúng ta sẽ không tham gia đầu tư ở những cái mã cổ phiếu mà khi mà những cái tín hiệu của nó không thực sự là rõ ràng.
Đối với Mansan thì có thể là một cái nhịp hồi lên đây thì Mansan lại hồi về đâu đó khoảng vùng 85 và sau đó thì sẽ chỉnh lại về vùng tích lũy lại vùng 80. Tích lũy lại vùng 80 này thì sau đó thì vùng tích lũy này tại vùng tích lũy này thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi Mansan ở cái vùng đó. Cổ phiếu GAT. Nhắc đến cổ phiếu GAT thì chúng ta cũng có thể thấy rằng trong trong hai phiên cuối tuần thì giá dầu tăng trước những cái dòng status của Tổng thống Donald Trump về Iran thì giá dầu tăng, chính vì vậy nên là đã giúp cho cổ phiếu dòng dầu khí đã có một cái nhịp hồi. Thì đối với quan điểm của Hùng, GAT ở trong cái nhịp này sau khi mà đánh chạm về vùng giá 97 đến vùng giá 100 thì GAT có thể hồi được tối đa về đâu đó ở đây, ở cái vùng hồi tối đa ở đây là vùng 107. Những anh chị nào đang nắm giữ cổ phiếu GAT thì chúng ta có thể canh ở vùng giá 107 để chúng ta có thể canh chốt ở những cái vùng này, 107 đến vùng 108, có thể đánh về vùng 107 đến vùng 108 ở trong cái nhịp này đối với cổ phiếu GAT. Còn những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì cũng đang cho thấy rằng GAT đang có một cái lực hồi khá là tốt. Tuy nhiên là thanh khoản của GAT ở giai đoạn hiện tại thì đang khá là thấp và dòng tiền thì hôm nay đã bị suy yếu đi. Đối với cổ phiếu GAT thì Hùng thì khuyến nghị các anh chị, những anh chị nào đang nắm giữ thì chúng ta sẽ canh chốt chứ chúng ta sẽ không mở mua mới đối với cổ phiếu GAT. Chúng ta cùng đi cổ phiếu PLX. Đối với PLX là một trong những cái mã cổ phiếu mà Hùng đã khuyến nghị trong team của chúng ta đầu tư. Và Hùng đánh giá rằng PLX là một trong những mã cổ phiếu có cái tín hiệu hiện tại đang khá là ok nhất của dòng dầu khí. Khá là ok nhất của dòng dầu khí, và Hùng đánh giá rằng PLX chưa đi hết sóng, tức là trong cái dòng dầu khí thì PVS và PVD thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị đã đi gần như là theo quan điểm của Hùng là đã đi hết sóng và các cái nhịp chỉnh sóng hồi. Còn đối với PLX thì Hùng vẫn đánh giá rằng PLX có thể trong nhịp này có thể đánh tiệm cận về vùng 68 đến vùng 70. Hùng đánh giá rằng PLX vẫn còn dư địa để tăng. Tuy nhiên hiện tại thì cũng đang hơi yếu ở một góc độ, tức là dòng tiền đang hơi yếu, nhưng không sao cả. Sau một cái giai đoạn mà PLX đây, ở những cái giai đoạn này là đã những cái cổ những cái anh chị nào mà đã thoát thì đã thoát hết PLX, và Hùng vẫn đánh giá ở trong giai đoạn hiện tại PLX có một cái vùng hội tụ ở đây, đã khuyến nghị các anh chị trong vùng khoảng 61.5 đó, một cái vùng hội tụ ở khoảng vùng 61.5, và về đến cái vùng này thì chúng ta cũng có thể canh để chúng ta mua PLX để chúng ta đánh trong một cái nhịp kỳ vọng là có thể về đến vùng 68 đến khoảng vùng giá 70 ở trên này đối với PLX. Hôm nay thì có một phiên test chỉnh của PLX cũng cũng ổn, khá là đẹp, không sao cả. Đối với những anh chị nào mà chưa có PLX thì chúng ta cũng có thể yêu thích dòng cổ phiếu dầu khí thì chúng ta cũng có thể tham gia đầu tư mã cổ phiếu này. PVS. Đối với PVS thì trong trong những cái bản tin phân tích trước đây thì Hùng đã nếu những anh chị nào mà đã xem những cái bản tin mà trước trước nữa thì Hùng đã phân tích đâu đó khoảng tầm từ vùng 19 và lên đến vùng 24 đến vùng 25. Và sau đó thì đã khuyến nghị các anh chị là chúng ta sẽ ra hàng và ở những cái nhịp mà rũ của PVS thì Hùng cũng đã có một cái vùng hồi tụ ở đây, đấy là khoảng vùng giá 20 20 đây khoảng vùng 20.9 20.9 đến khoảng vùng 21.3. Những anh chị nào xem những bản tin thì nó vẫn còn đó thì Hùng đánh giá rằng là cái nhịp rơi này có thể rơi về đây, và sau khi rơi về đây thì nó có một nhịp hồi. Thì cái nhịp hồi này Hùng cũng đã có phân tích cho các anh chị ở cái vùng giá 23.5. Các anh chị lưu ý cho Hùng vùng 23.5 đến vùng 24, đây là một cái vùng mà khả năng thì nhịp hồi này nó sẽ chỉ chạm về đến đây, và sau đó thì khả năng thì Hùng đánh giá rằng PVS sẽ chỉnh tiếp và lại đập về vùng nền ở đây thì lại có thể lình xình một vài phiên, và sau đó thì chúng ta sẽ xem các cái tín hiệu kỹ thuật để chúng ta có thể phân tích những cái nhịp đánh tiếp theo. Thì theo quan điểm của Hùng thì có thể sang tuần thì PVS sẽ có những phiên đánh nhào lên kiểu như thế này để coi như hút dòng tiền, và sau đó thì sẽ có những cái phiên phân phối tại vùng giá 23.5 đến vùng giá 24. Thì đối với PVS các anh chị lưu ý cho giúp Hùng lên.
PVD đối với PVD thì cũng hoàn toàn tương tự như PVS. Đây là một cặp đôi mà Hùng đã phân tích liên tục trong các bản tin, thì PVD đã chạm về vùng hỗ trợ, đấy là khoảng vùng giá 18 đến vùng 18.5 thì đã hồi lên. Và cái nhịp hồi này của PVD thì Hùng đánh giá rằng có thể hồi tối đa, anh chị lưu ý, có thể hồi tối đa về khoảng vùng 19.5. Tuy nhiên trong phiên ngày hôm nay thì thực sự là PVD có tăng, nhưng mà có tạo một khoảng gap ở đây thì có thể là sẽ có những cái nhịp mà PVD có thể đánh được về vùng 19.5 và chúng ta cũng không mở mua mới đối với PVD. PVD thì những anh chị nào mà chúng ta đang nắm giữ thì chúng ta cũng có thể chúng ta canh để chúng ta chốt. Thêm một mã cổ phiếu về dầu khí nữa là PVI. Đối với PVI thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Hùng có phân tích PVI bởi vì trong team của Hùng Lê đã mở mua PVI khi mà PVI chạm về vùng giá 35 đến vùng giá 36. Đấy là một cái vùng hỗ trợ khá là tốt của PVI. Và hiện tại thì hôm nay thì một số anh chị có hỏi Hùng là có chốt ngày hôm qua có chốt PVI không, thì quan điểm Hùng là hiện tại chúng ta sẽ chưa chốt PVI. Bởi vì cái tính tạo lập của PVI khá là tốt, và phiên ngày hôm nay là một cái phiên cho thấy rằng PVI neo đậu ở vùng giá 37.1 là một cái phiên rất là tuyệt vời. Thì trong cái nhịp này thì theo Hùng thì có thể PVI sẽ đánh về đâu đó khoảng vùng, có sẽ có những phiên đánh về khoảng vùng giá 40, vùng 39 đến vùng 40, và như thế thì chúng ta sẽ những anh chị trong team đang nắm giữ PVI thì chúng ta sẽ theo dõi để chúng ta có thể canh chốt cổ phiếu này ở quanh vùng giá này, quanh PVI. Ok. Một số có hỏi, anh chị có hỏi Hùng mã cổ phiếu BSR thì Hùng sẽ phân tích luôn. Hiện tại BSR thì BSR nó vẫn có một cái, đây các anh chị cũng có thể nhìn thấy là BSR có một cái nền đi ngang khá là dài rồi, khá là dài, và phải nói là dài kinh khủng khi ở vùng giá 12.5. Từ vùng giá 12 đến vùng giá 12.5 thì những anh chị nào mà đầu tư ở một góc độ dài một tí thì có thể cũng có thể tham gia BSR quanh cái vùng này. Tuy nhiên động lực để mà cổ phiếu này tăng mạnh thì hiện tại Hùng chưa nhìn thấy, các anh chị lưu ý. Chúng ta cùng đi mã cổ phiếu của ngành ngân hàng. Thì có thể nói rằng trong tuần vừa qua, và đặc biệt trong phiên ngày thứ 5, ngày đáo hạn hợp đồng phái sinh, thì cổ phiếu của ngành ngân hàng và đặc biệt là Vietcombank đã có những phiên tạo lập cực tốt, đánh vượt đỉnh vùng giá 70, và liên tục trong tuần vừa qua, liên tục trong tuần vừa qua thì Vietcombank đã đánh về vùng đâu đó, lúc chạm được vùng cao nhất là vùng 71. Vậy thì quan điểm hiện tại của Vietcombank thì đối với quan điểm của Hùng thì Vietcombank ở giai đoạn này của chúng ta đã hết lực. Cùng lắm thì các anh chị cũng chỉ ăn được một cái nhịp ở đâu đó về khoảng vùng giá 73 hoặc là đó khoảng vùng giá 73, 72 nữa thôi. Nhưng mà Hùng thấy rằng là tất cả những anh chị nhà đầu tư của chúng ta vẫn đang rất là hăng máu để mở mua Vietcombank, mở mua để lấy những vị thế Vietcombank. Thì quan điểm của Hùng là hiện tại Vietcombank đang có những phiên chạy nước rút, như này thì đấy là những cái dấu hiệu mà nguy hiểm, đấy là những cái dấu hiệu mà chúng ta sẽ không nên đu cổ phiếu ở khi ở một cái nền giá cao. Ví dụ ở những cái nền giá ở thấp ở dưới này, ok, chúng ta sẵn sàng, chúng ta sẽ mua đuổi và chúng ta sẽ mua hết mình. Nhưng ở cái nền ở trên này thì cũng không ok lắm nữa. Và Vietcombank thì cũng chỉ là một cái mã cổ phiếu để giúp giữ nhịp thôi, cũng không khuyến nghị các anh chị. BID thì trong những bản tin phân tích trước đây, đúng không ạ, Hùng cũng đã có đề cập đến việc là Bit có thể chỉnh và hội tụ về khoảng vùng giá 30. Khi Bit đang nằm ở trên vùng giá 34.5 đến vùng giá 35 thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị nếu mà chúng ta mà nắm giữ Bit thì chúng ta cũng có thể giảm tỷ trọng để chúng ta đảm bảo cái tỷ lệ an toàn tài khoản của chúng ta. Thì hiện tại thì Hùng đang thấy Bit có một cái nhịp hồi. Bit có nhịp hồi, tức là lực hồi của phiên ngày 14 tháng 6, đúng không ạ? Thì Hùng trong bản tin phân tích tuần trước thì Hùng cũng đã có đánh giá rằng Bit có một cái nhịp hồi, và đâu đó thì Hùng cũng đã có khuyến nghị nếu các anh chị mà tham gia Bit thì chúng ta cũng có thể mở mua quyết liệt ở quanh đâu đó khoảng vùng giá 32, quanh vùng giá 32, Bit có thể test chỉnh lại quanh vùng giá 32 và sẽ có một cái lực hồi
Và lực hồi ở đây thì cơ bản là khả năng thì cũng sẽ hồi về đâu đó khoảng vùng 33.5. Sẽ hồi về đâu đó khoảng vùng 33.5 thôi, cũng một cái lực đoạn hồi khá là ngắn đối với dòng ngân hàng. Dòng tiền hiện tại thì chưa thực sự là mạnh và chưa thực sự là tích cực. Tuy nhiên những cái tín hiệu hồi của Bit thì cũng đã có. Khuyến nghị đầu tư thì Hùng cũng không khuyến nghị đầu tư đối với mã cổ phiếu Bit. CTG thì cũng đã có một cái nền ở đây, có một cái nền ở đây. Khi mà CTG chạm về vùng 20 là cái vùng hỗ trợ trong ngắn hạn của CTG. Hai phiên cuối tuần thì công thương đang có những cái lực đánh khá là tốt, khá là tốt, khá là ok. Khá là tốt, khá là ok. Thì hiện tại để khuyến nghị mà mở mua để hiện tại mà khuyến nghị mở mua mã công thương thì nó cũng bị chậm chậm T chậm T. Tuy nhiên trong ngành ngân hàng thì mình đánh giá rằng công thương có thể cái lực hồi của công thương nó sẽ khá là ok khi mà dòng tiền đã được kích hoạt quay trở lại. Và cái lực hồi này thì thứ nhất là về nói về điểm mở mua mới thì các anh chị cũng có thể canh lại ở quanh vùng giá 21 đến khoảng vùng giá 21.2 gì đó quanh vùng này. Và cái lực hồi này thì có thể đánh vượt qua được cái vùng này không, tức là vùng chạm về vùng 21.5. 21.5 thì lại là một cái vùng kháng cự ngắn ngắn hạn, nhưng khả năng vùng 21.5 này sẽ đánh qua và chúng ta sẽ chờ một cái nhịp hồi của công thương. Khả năng công thương khá là ok. Những anh chị nào mà yêu thích mã cổ phiếu ngân hàng thì có thể lựa chọn công thương. ACB thì hiện tại một cái nền tảng tích lũy đi ngang khá là dài, khá là nặng mông. Cổ phiếu này thì không tham gia đầu tư trong giai đoạn hiện tại. Cần phải có những cái yếu tố đột phá về dòng tiền thì mới có thể đánh bật được cổ phiếu này lên. STB hôm nay có một cái lượng bán khá là mạnh. Tuy nhiên cầu nội thì cũng rất là ok, cầu nội đã cân gần như hết. Vùng giá 11.5 vẫn là một vùng sideways đi ngang, chưa có những cái yếu tố đột phá. MBB là một trong những cái mã cổ phiếu mà nó cũng có tác động rất là lớn đến chỉ số VN Index của chúng ta, bởi vì cái tỷ trọng vốn hóa của MBB cũng tương đối là lớn. Hiện tại thì MBB đã đẩy được về vùng nền của MBB, vùng nền 21 đến vùng nền 21.5. Thì phiên ngày hôm nay thì MBB cũng đã có một cái phiên neo lại vùng 21.3 cũng khá là tích cực. Về lực hồi của MBB thì mình đánh giá là có, nhưng mà để cái tín hiệu mà tăng giá mạnh của cổ phiếu này thì hiện tại thì Hùng chưa nhìn thấy. Và khả năng cái lực hồi này thì cũng sẽ lực hồi này đường RSI đã chạm về vùng quá mua, tức là cái lực hồi rất là ngắn thì khả năng cũng chỉ có thể hồi được về đâu đó khoảng đây 21.8 đến khoảng vùng giá 22, kịch kim thì sẽ hồi được về vùng 22. Khuyến nghị đầu tư thì không tham gia. HCM. Đối với HCM thì HCM khi mà HCM đã có được một cái nền ở đây, hội tụ về cái nền hỗ trợ ngắn hạn ở đây là khoảng quanh vùng 22.5. 22.5 thì HCM đã có những phiên đánh lên và hiện tại thì HCM đang có lực hồi. Khi mà chỉ báo MACD đang tốt lên, tuy nhiên cái lực hồi này nó cũng đâu đó nó cũng sẽ có thể chạm được về khoảng vùng giá ở đây. Mạnh thì sẽ hồi được về khoảng vùng giá 25. Còn nếu không thì có thể không chạm được về vùng giá 25 thì đối với việc mà bắt đáy thì chúng ta đã bị chậm T. Nếu mà HCM chúng ta bị chậm T và khi về vùng 25 thì khả năng sẽ có những cái phiên đạp lại về vùng 21. Đối với cổ phiếu HCM. SSI. SSI thì những cái vùng hội tụ ở đây, đấy là quanh vùng giá 24.5. 24.5 là một cái vùng hỗ trợ trong, có thể nói là cũng là một cái vùng hỗ trợ trong dài hạn của SSI. Thì khi về đến vùng này thì SSI đang có những cái phiên hồi lại. Tuy nhiên là hiện tại thì những cái lực đánh này của Hùng nhìn thấy thì Hùng thấy là có lực hồi từ SSI từ vùng này. Tuy nhiên là nếu mà hồi thì bây giờ đã là vùng 25 và SSI có thể lại
chạm về vùng đỉnh 26 ở đây, thì như thế một cái lực hồi cũng khá là ngắn, không đủ để, không đáng để chúng ta đầu tư đó, và có thể về đến đây thì lại có những vùng đập lại. Thì đối với SSI, kịch bản của SSI nó là như vậy. Chúng ta cùng phân tích một số các cái mã cổ phiếu blue chip HPG. Thì đối với HPG trong cái phiên khi mà kết thúc phiên ngày 18 tháng 6 thì cũng có đánh giá rằng HPG hiện tại đang có những tín hiệu khá là tốt, khi mà Hòa Phát đã lấp lại được cái vùng 23, và trong phiên ngày hôm sau thì Hòa Phát đã mở một khoảng gap ở đây, và sau đó thì hiện tại thì Hòa Phát đang có những phiên chỉnh lại, những phiên test chỉnh lại, thì khả năng là sẽ tín hiệu hiện tại thì đang thấy có những tín hiệu hồi của Hòa Phát khá là ok. Nếu những anh chị nào mà mua Hòa Phát ở trong giai đoạn này thì chúng ta cũng có thể canh lại ở khoảng quanh vùng giá 23.3, đấy là cái vùng đánh giá là có thể tham gia. Còn nếu mà việc mà Hòa Phát bị gãy cái nền đáy ở đây thì chúng ta sẽ có thể sẽ phải xem xét là chúng ta cần phải bán để chúng ta bảo vệ tài khoản của chúng ta. Hòa Phát có thể đầu tư, và cái lực hồi này thì cũng đánh giá là khá là ổn. Chúng ta phân tích mã cổ phiếu FPT. Đối với FPT thì đây đang có một cái nền, Hùng nó vẽ ở đây là 45 đến nền 46. Hiện tại thì FPT đang đi vào những vùng nền ngang, và FPT cũng đang có những phiên ở đây, có những phiên kéo lên rồi lại xả ra, kéo lên rồi lại xả ra. Và đặc biệt FPT Hùng cũng lưu ý là có một cái vùng nền 48 ở đây là một vùng kháng cự dài. Thì đối với đầu tư Hùng thì Hùng không có khái niệm đầu tư dài hạn, mà Hùng chỉ quan tâm đến cái việc là các cái tín hiệu cổ phiếu thôi. Còn đối với tín hiệu phân tích kỹ thuật hiện tại thì Hùng đánh giá rằng FPT đang có những cái nhịp kéo xả đó, thì chúng ta cũng không nên chúng ta tham gia đầu tư ở giai đoạn hiện tại. Còn những anh chị mà nắm giữ dài thì ok, có thể tham gia. Đối với cổ phiếu Z thì Z hiện tại thì cái lực hồi đang khá là yếu ớt. Những anh chị nào đang nắm giữ Di thì có thể canh ở quanh vùng 32.8 đến vùng giá 33 để chúng ta có thể ra hàng ở những cái vùng đó. Novaland thì đã có một phiên đánh gãy nền. Novaland thì đã có những cái phiên và đánh vượt, gọi là đánh về lại cái nền 56 đến nền 57. Khả năng về đến nền này thì cổ phiếu này lại tích lũy đi lên thôi. Đối với Novaland thì cái tính tạo lập của nó là nằm ở trong một cái đội nhóm đội lái, nó cũng rất là hẹp, nên là chính vì vậy nên là cái cổ phiếu này thì cũng không có kết để tham gia đầu tư. Cổ phiếu VCG, ok, chúng ta sẽ phân tích kỹ cổ phiếu VCG, bởi vì VCG là một cái mã cổ phiếu mà Hùng đã liên tục theo dõi mã cổ phiếu này. Thì đối với VCG thì tốt nhất là chúng ta nên xem ở biểu đồ nến tuần. Biểu đồ nến tuần thì nó sẽ hợp lý hơn, bởi vì là các cái mã cổ phiếu của sàn HNX thường có những cái phiên kéo xả rất là buồn cười. Chính vì vậy nên nếu mà chúng ta xem đến ngày thì chúng ta sẽ rất khó để mường tượng cái đường đi của mã cổ phiếu. Thì đối với VCG đã có một cái nhịp đánh sóng một hết sức là mạnh mẽ, hết sức là ok, từ vùng giá đâu đó từ vùng giá 10 đến khoảng vùng giá 24, trên vùng giá 24 một tí, và sau đó thì đã có một cái sóng chỉnh cũng tương đối nghiệt ngã. Nếu những anh chị nào mà mua ở vùng giá 26, đúng không ạ, mua ở vùng giá 26 mà sau đó cổ phiếu rơi về đâu đó khoảng vùng giá 15, rơi về khoảng vùng giá 15 như thế là một cái mức lỗ cũng tương đối là mạnh. Và từ vùng giá 15 này thì cổ phiếu này đã tích lũy và vượt thoát đi lên, và hiện tại thì Hùng đang đánh giá rằng VCG đang có những cái phiên tạo lập để giúp cho cổ phiếu này là một cái mẫu hình cổ phiếu vượt đỉnh để đi về đâu, để đi về những cái vùng target nó cao hơn. Trong những cái bản tin phân tích gần đây nhất của Hùng Lê thì Hùng có đánh giá đề cập đến một cái nền của VCG ở vùng giá 26.
tại cái nền vùng giá 26 này, VCG sẽ có những cái phiên tạo lập để làm sao ạ? Để giúp cho cổ phiếu này, một là cổ phiếu sẽ gãy sóng và đi về ở những cái vùng thấp hơn. Tức là đấy là những cái điểm xoay chiều. Nếu những anh chị nào mà đã đọc cái cuốn của Livermore thì sắp tới Hùng cũng đã nói rồi, tức là sắp tới Hùng sẽ ra rất nhiều những cái bản tin liên quan đến hướng dẫn để giúp cho các anh chị của chúng ta có thể chủ động trong cái quá trình giao dịch và cái nền tảng cơ cốt lõi để chúng giúp chúng ta thành công. Đấy là không ai làm thay các anh chị được cả, mà chúng ta phải tự làm chính chúng ta. Chúng ta tự đầu tư cho chúng ta, tự đầu tư cho bản thân của chúng ta, thì Hùng Lê sẽ, thay vì các anh chị sẽ mất những cái khóa học rất là nhiều tiền, 20-30 triệu hoặc là ít thì cũng phải tầm 7-8 triệu hoặc là 4-5 triệu gì đó. Ok, thì Hùng sẽ giúp cho cộng đồng nhà đầu tư ở một cái góc độ đó. Thì VCG hiện tại Hùng đang thấy rằng phiên tạo lập của ngày, của tuần, Hùng nói phiên tạo lập của tuần vừa qua rất là tốt. Khi mà cái nền giá 26 này đã không bị gãy và VCG đã đánh được vượt thoát, Hùng đánh giá ở đây cái ngưỡng vượt thoát ở vùng 27.5. Vượt thoát được cái vùng 27.5 là cái vùng rất là tốt, mặc dù là trong phiên ngày hôm nay, trong phiên ngày hôm nay VCG đã có những phiên gần tiệm cận về vùng 29. Nếu mà tiệm cận được đến vùng 29 như thế là quá là mạnh luôn, quá là mạnh. Thì đối với VCG là một mã cổ phiếu chiến lược, Hùng lưu ý với quý anh chị đầu tư như vậy, một mã cổ phiếu chiến lược của team. Và chúng ta canh mua ở vùng 27.5 đến vùng 28. Hùng sẽ đánh vào đây, canh mua 27.5 đến vùng 28. Đấy là một cái vùng mua rất là đẹp đối với mã cổ phiếu VCG. Và tại cái vùng này thì tùy cái tính quản trị rủi ro của các anh chị thì chúng ta có thể mở mua ở đây. Chúng ta có thể mở mua là 1/3 số định mua. Và chúng ta sẽ chờ những phiên tạo lập tiếp ở đây. Đấy là Hùng đã đánh dấu đây, đấy là những phiên tạo lập ở quanh nền vùng giá 29 thì chúng ta sẽ mở mua hết đối với mã cổ phiếu này. Tức là ví dụ như chúng ta dự kiến là chúng ta sẽ mua khoảng 10.000 mã cổ phiếu VCG thì chúng ta sẽ mua 3.000 đến 4.000 ở vùng này. Và khi mà có những yếu tố tạo lập, ví dụ như có những cái cây nến với thanh khoản tốt mà đẩy VCG vượt thoát lên ở trên cái vùng như này thì chúng ta sẽ mở mua hết toàn bộ số 10.000 cổ phiếu chúng ta định mua. Thì đấy là cái phương pháp quản trị rủi ro. Và sau này thì Hùng cũng sẽ có những cái bản tin, những cái bài để giúp quý anh chị nhà đầu tư của chúng ta hình dung được cái phương pháp quản trị rủi ro trong tài khoản. Đấy là một cái yếu tố rất là quan trọng. VCG, một mã cổ phiếu đáng để đầu tư trong giai đoạn hiện tại của team. Và đây cũng sẽ là một cái mã cổ phiếu mà Hùng sẽ liên tục phân tích. Nhựa Bình Minh thì chưa có những cái yếu tố đột biến và Hùng sẽ nói sâu về mã cổ phiếu MWG. Bởi vì MWG là một cái mã cổ phiếu mà trong team của Hùng Lê hiện tại đang nắm giữ. MWG thì Hùng đã có một cái nền tảng phân tích ở quanh nền giá 82.5. Các anh chị có thể xem lại những cái bản tin của Hùng Lê từ rất sớm đây. Khi mà MWG có những nhịp tạo đáy ở đây, Hùng đánh giá rằng vùng 82.5 là một cái vùng khá là tốt của MWG và có thể từ vùng 82.5 này có thể đánh lên ở trong nhịp này, đánh về vùng giá 90. Tối đa có thể đánh về vùng giá 90. Các anh chị có thể xem lại. Và khi về đến vùng giá 90 thì MWG lại có tiếp tục có những phiên tạo lập ở đây. MWG có những phiên tạo lập tại đây và đánh rũ về vùng 87.5. Đánh rũ về những cái vùng 87.5 rất là đẹp ở đây. Và sau đó thì MWG lại có những phiên hút lại dòng tiền và đang có manh mún vượt vùng giá 91.5. Đang có những cái manh mún vượt vùng giá 91.5 và khi MWG vượt vùng giá 91.5 thì Hùng đánh giá rằng khả năng cao thì MWG cái đích đến tiếp theo của MWG ở trong nhịp này là sẽ đánh lại vùng nền giá 100. Khả năng sẽ đánh lại về vùng giá 100. Nhưng các anh chị lưu ý giúp Hùng là vùng 91.5. Vùng 91.5 ở đây, vùng 91.5 và vùng 92 ở đây sẽ là những cái điểm hồi tụ để giúp cho cổ phiếu này đánh lên. Và trên xu thế hiện tại thì Hùng đang thấy rằng lực hồi của MWG khá là tốt, khá là ok.
và xu thế của cổ phiếu này vẫn đang là xu thế tăng giá. Những anh chị trong team đang nắm giữ cổ phiếu MVKG chúng ta tiếp tục nắm giữ để chúng ta chờ chốt ở những nhịp cao hơn. VGC, hai mã cổ phiếu có chữ V đứng đầu tiên, VCG và VGC đảo chữ cho nhau. Thì đối với mã cổ phiếu VGC, Hùng cũng đã liên tục theo dõi mã cổ phiếu này và có phân tích cổ phiếu này ở một cái vùng nền 20 đến nền 20.5. Và trong tuần thì VGC đã có những phiên tạo lập để đánh vượt thoát vùng 20.5. Và trong team của Hùng Lê thì hiện tại các anh chị cũng đã mở mua VCG, và những tài khoản mà đang nắm giữ VCG thì VGC thì hiện tại đang hết sức là ok. Thì trong phiên ngày hôm nay thì nó hơi tiếc một tí, đấy là VGC đã không giữ được vùng giá 21. Tuy nhiên không sao cả, bởi vì cái vùng nền 21 đến vùng nền 22, đây là một cái vùng nền mà cổ phiếu này sẽ phải mất rất nhiều thời gian công sức để có thể vượt thoát ở vùng này. Đây là một cái vùng kháng cự rất là mạnh ở đây. Để làm sao, để khi vượt thoát những cái yếu tố tạo lập vượt thoát được cái nền này, thì Hùng đang đánh giá rằng target của nhịp này mà Hùng đang đề ra khá là cao, hơi tham vọng nhỉ. Sao lại cao đến tận vùng 30 cơ? Vùng 30 thì có thể là nó hơi dài một tí, nhưng mà sẽ về khoảng vùng 24 trước mắt phải phân tích về 24 đã. Khoảng về vùng 24, đấy là trong một cái target ngắn, còn khi mà cổ phiếu mà tạo lập mà để đánh được lên những cái vùng ở trên kia thì khi về đến vùng 24 thì khả năng là sẽ rơi xong rồi, thì khi đó mới có thể là xem những yếu tố tạo lập để có thể đánh được về ở những cái vùng cao hơn ở trên này, đấy là khoảng vùng giá 30. Khi đánh được đến về vùng giá 30, đấy là sóng dài của VGC rồi. Ok, trước mắt thì sẽ chờ những cái phiên đánh tạo lập vượt vùng 21 và đi vào vùng kháng cự mạnh vùng 21.5 đến vùng 22. Mã cổ phiếu TV2 thì cũng một số anh chị trong team cũng đang nắm giữ mã cổ phiếu này. TV2 thì thanh khoản ở trong giai đoạn hiện tại khá là thấp, và TV2 thì đã có một cái nhịp chia. Có một cái nhịp chia cổ tức vừa mới chia xong thì khả năng thì TV2 vẫn lình xình ở đâu đó. Đẹp nhất thì TV2 sẽ cần phải đánh vượt lại được vùng giá 130. Với những phiên mà có những cái lực cầu đánh lên. Còn đối với TV2 thì thanh khoản khá là thấp, và những cái điểm đánh của TV2 đây các anh chị cũng thể nhìn thấy những cái điểm đánh lên rất là mạnh, nhưng mà khối lượng cũng rất là thấp. Thì đối với mã cổ phiếu này thì cũng không nên đầu tư nhiều, chúng ta thì tham gia đến 1.000 đến 2.000 thôi, nếu mà hoặc không thì chỉ khoảng tầm 1.000 mã cổ phiếu, như thế là cũng là khá là lớn rồi đối với mã cổ phiếu TV2. Và cái điểm ở đây thì Hùng đánh giá rằng là cổ phiếu này cần phải lấy lại cái vùng giá 130. Khi cổ phiếu này lấy lại vùng giá 130 thì rất có thể là cổ phiếu này sẽ có những cái tính tạo lập đi tiếp về đâu đó khoảng vùng giá 140, thậm chí có thể đánh lên về vùng 150 ở trong cái nhịp này. Đây, phải lấy lại được vùng giá 130 thì lúc đó thì chúng ta mới tính đến cái câu chuyện cái đường đi tiếp theo của cổ phiếu TV2. PNG. Đối với PNG thì một số các anh chị có thì đối với mã cổ phiếu PNG, ok, để Hùng kiểm tra lại thiết bị âm thanh một tí. Đối với mã cổ phiếu PNG thì chúng ta ở giai đoạn hiện tại thì Hùng đang thấy rằng là cái lực hồi của cổ phiếu này đang ok. Và khi PNG chạm về vùng hỗ trợ ở đây, đấy là vùng giá 73, thì PNG đã có những cái lực hồi khá là tốt, và cây nến này đang chứng tỏ rằng cái lực bắt của PNG thì khá là ok. Khả năng thì PNG sẽ có một cái nhịp hồi từ vùng giá ở đây là vùng giá 73. Tuy nhiên là các anh chị của chúng ta cũng lưu ý, tức là khi một cái nhịp bắt đáy nhé
thì chúng ta sẽ chọn chọn một, là chúng ta sẽ phải bắt ở trong cái cây này, trong cây ngày 20 tháng 6 để chúng ta như thế nào, để chúng ta lợi về T. Lợi về T tức là chỉ cần khi mà chúng ta nhìn thấy rằng là cái cây nến đây Hùng sẽ vẽ ở đây. Khi mà chỉ cần thấy cái nến này đã lấp đây, tức là nếu mà khi chúng ta đã nhìn thấy được PNG đã mở tăng lên được khoảng tầm đến vùng 72.5, đấy là những cái điểm chúng ta mua, bởi vì lúc đấy là chúng ta đã thấy rằng hai cây nến ở trước này đã cầm đà rơi, và sau đó thì cây nến thứ ba xác nhận cái tín hiệu đảo chiều của cổ phiếu, đấy là bắt đáy. Chứ chúng ta không thể bắt đáy ở trên này được, nếu chúng ta bắt đáy ở trên này chúng ta sẽ thất bại. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà cổ phiếu này, một là cái lực cầu bắt đáy ở vùng này, khi mà về đến tài khoản sẽ bán, chỉ cần có một cái tín hiệu đảo chiều về cổ phiếu thì họ sẽ bán ra. Đó, họ sẽ bán ra và chính vì vậy nên là nó sẽ hồi về đâu? Hồi về khoảng vùng giá 76. Đó, và thậm chí là có thể cao hơn được một tí, ở đây là sẽ hồi về khoảng vùng giá 77 đi, ok, cho thoải mái. Đó thì ngay lập tức là những cái lượng hàng ở dưới này người ta sẽ bán ra, chỉ cần có những cái tín hiệu đảo chiều thôi, thì như thế là chúng ta chậm T và đi sau thì chúng ta sẽ bất lợi về giá và chúng ta sẽ gặp những cái yếu tố về rủi ro, ok. PPC thì ok, không phân tích nữa. Ba con A, ba na, Bana thì mình sẽ phân tích luôn cũng được, để tí chúng ta không cần phân tích. Đối với Bana thì là một trong những cái mã cổ phiếu mà liên tục cũng đã có phân tích. Nếu những anh chị nào mà theo dõi những bản tin của Hùng Lê từ nền 14 đến nền 16 thì Bana đã có một cái nhịp đánh của sóng 1 từ vùng giá 14, Hùng cho 14 và lên đến tận vùng giá 10 đây. 19 đi, 19 tức là Bana tăng được 5k. 5 mà chia cho 14, như vậy là được khoảng tầm 35%, như vậy một cái lực đánh cũng khá là tốt ở trong cái nhịp sóng 1. Và sau đó thì Bana đã có những cái nhịp test chỉnh ở đây. Hùng Lê lưu ý với các anh chị những cái nhịp test chỉnh ở đây, và khi đó thì Hùng có đánh giá cái vùng nền. Cái vùng nền từ vùng giá 17 đến vùng giá 17.3 là cái vùng mà có khả năng là hội tụ lại ở trong một cái nhịp chỉnh này, nó sẽ hội tụ về đây. Và từ cái nhịp chỉnh này, đúng không ạ? Từ cái nhịp chỉnh này thì cổ phiếu sẽ tiếp tục có những cái nhịp đánh lên. Trong cái nhịp phân tích này của ông Lê thì Hùng có đánh giá rằng là có thể từ cái nền 17 này thì cổ phiếu này sẽ tiếp tục tiệm cận lại về vùng giá 21. Tuy nhiên ở trong một cái góc độ ngắn hạn thì Hùng đang nhìn thấy là dòng tiền đã có những phiên tạo lập đánh dòng tiền lên, và trong phiên đã có 3 phiên test trả lại ở vùng giá đây, khá là tích cực, vùng giá 18.3. Đang có những phiên test trả lại vùng giá 18.3 rất là tích cực, và Hùng sẽ phải cần ở trong tuần tới nếu như cần lên được cái target 21 thì trong tuần tới sẽ cần có những phiên tạo lập và đánh vượt cổ phiếu này về vùng 19. Phải có những phiên đánh vượt thoát cổ phiếu này vùng 19 trong tuần tới. Thì như thế cái xu thế chúng ta phân tích mới là đúng. Đó, về xu thế chúng ta phân tích mới đúng. Còn trên quan điểm hiện tại đối với cổ phiếu Bana, chúng ta vẫn tiếp tục nắm giữ để chúng ta chờ chốt ở những cái ngưỡng target cao hơn. Còn trên quan điểm hiện tại thì Bana vẫn đang còn những cái động lực tăng. Hùng đánh giá đây là một mã cổ phiếu tốt của team để chúng ta nắm giữ, để chúng ta đầu tư. Ok, như vậy là chúng ta vừa mới điểm lại tình hình thị trường trong tuần vừa qua, cũng như phân tích một số các cái mã cổ phiếu có dòng tiền, một số các cái mã cổ phiếu mà đáng để team của chúng ta đầu tư. Ngoài cái việc mà các cái bản tin phân tích hàng tuần thì liên tục ở trên Zoom Hùng sẽ có những cái cập nhật để cho quý anh chị nhà đầu tư của chúng ta có thể có được những cái góc nhìn tốt nhất về thị trường. Và Hùng vẫn nói lại là đó là những cái góc nhìn để giúp cho cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta có những cái tham khảo tốt nhất để đưa vào cái quyết định đầu tư của mình, ok. Phần thứ hai thì chúng ta sẽ nói về thị trường, xu thế thị trường ở trong tuần tới. Xu thế thị trường ở trong tuần tới thì về cơ bản là sau phiên ETF cơ cấu xong và hợp đồng phái sinh của tháng 6 đóng lại thì thị trường trong tuần tới nó sẽ êm đềm hơn.
Tuy nhiên chúng ta cũng có thể thấy rằng là nếu mà chúng ta xét ở trong một cái góc độ xu thế dài hạn thì cái vùng kháng cự mạnh của thị trường đấy là khoảng vùng đây là khi mà thị trường rơi lại thì cái vùng ở đây khoảng vùng 967 và vùng 970. 970 lại trở thành một cái nền kháng cự mạnh của VN Index của chúng ta ở đây. Tuy nhiên ở trên một cái góc độ hiện tại thì Hùng đang thấy rằng những cái yếu tố hỗ trợ của thị trường chứng khoán thế giới, đặc biệt là Dow Jones của Mỹ thì đang hướng đến mốc 27.000 điểm, tức là mốc cao nhất của hình như là cao nhất của mọi thời đại. Đúng rồi, cũng là mốc cao nhất của mọi thời đại của thị trường chứng khoán Mỹ. Chỉ số Shanghai thì cũng đang có những cái lực hồi khá là tốt. Nikkei thì hôm nay rơi, còn Shanghai thì vẫn ok. Thì sẽ ủng hộ cho những cái xu thế thị trường. Và hơn thế nữa thì bản thân nội tại ở trong thị trường, Hùng đang đánh giá thấy rằng một số các cái mã cổ phiếu trụ và một số các cái mã cổ phiếu dòng tiền, ví dụ như Vinamilk, đang có những cái tín hiệu tăng hồi trở lại. Và có thể sang tuần thì có thể là VHM, đúng không? VHM và một số cái mã cổ phiếu của nhóm ngành ngân hàng sẽ tiếp tục hỗ trợ cho chúng ta, để cho thị trường của chúng ta ổn định hơn. Còn vị thế mở mua mới, đối với các cái vị thế mở mua mới thì những cái vị thế mở mua thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị trong tuần vừa qua. Trong tuần vừa qua, tức là kết phiên ngày 18 tháng 6 là đây. Kết phiên ngày 18 tháng 6 là phiên này, phiên ngày 18 tháng 6, tức là sang ngày phiên ngày 19 thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị những cái mã cổ phiếu nào mà chúng ta có thể mở mua được thì Hùng đã khuyến nghị, và liên tục ở trong tuần vừa qua thì những cái vị thế mở mua thì Hùng đã khuyến nghị, và trong cái bản tin ngày hôm nay thì những cái mã cổ phiếu nào Hùng khuyến nghị mở mua thì các anh chị cũng có thể lưu ý ở sang tuần tới để chúng ta có thể mở mua ngay, để chúng ta không bị lỗi T, chúng ta không bị lỗi T cộng và chúng ta đảm bảo được cái vị thế của chúng ta ở trong tài khoản. Ok, phần thứ ba thì chúng ta sẽ cùng đi phân tích tất cả những cái mã cổ phiếu mà trong team của chúng ta đang quá trình theo dõi, để chúng ta có thể biết được cái hướng hành động. Nam Long, NLG. Đối với Nam Long thì là một cái mã cổ phiếu mà nhịp đánh trước, đúng không ạ? Nhịp đánh trước ở nền tích lũy 26.5 đến nền khoảng 27 thì cũng đã phân tích đâu đó khoảng về vùng 31 thì đã hoàn thành xong. Và hiện tại thì sau khi mà hoàn thành xong thì Nam Long, Hùng có đề cập đến đây là có thể chỉnh về quanh vùng 28, về chỉnh về vùng 28, và cái lực hồi này thì Nam Long có thể đánh tiệm cận lại đến vùng đỉnh cũ 31. Thì hiện tại những cái tín hiệu của Nam Long đang khá là tốt và khá là ok, thì khả năng là Nam Long sẽ đánh về vùng 31. Còn nếu mà nhìn ở một cái góc độ chung và dài hạn thì hiện tại thì Nam Long khả năng cũng chỉ đánh về được đến đó. Còn cái sóng dài của Nam Long thì hiện tại thì Hùng cũng chưa có nhìn thấy sóng dài của Nam Long. Thì những anh chị nào đang nắm giữ vị thế của Nam Long thì chúng ta cũng có thể canh vùng 30.5, canh vùng 30.5 đến vùng 31, 30.5 đến vùng 31 để chúng ta có thể hiện thực hóa dần. Và những yếu tố tạo lập tại vùng 31 nếu tốt thì cổ phiếu này có thể đánh về vùng 33, tức là đánh vượt đỉnh, tức là đến vùng 33 thì cũng là vùng hết sóng cổ phiếu của cổ phiếu Nam Long ở trong giai đoạn này, anh chị lưu ý. VRE, Vincom gì theo, hôm nay Hùng chưa phân tích VRE sao, đúng rồi, VRE. Đối với VRE thì Hùng có đánh giá rằng trong cái nhịp này thì khả năng cổ phiếu này sẽ hồi được về đâu đó khoảng kịch kim thì sẽ hồi được đâu đó về khoảng vùng giá 35.5 đến vùng giá 36. Và sau đó thì sẽ chỉnh. Còn những yếu tố hiện tại của VRE thì nó cũng chưa thực sự là có những cái yếu tố tốt, tạo lập tốt, và khả năng thì VRE vẫn đi ngang ở quanh khoảng vùng giá 33.3 đến vùng giá 35 thôi. Khuyến nghị đầu tư thì hiện tại chúng ta không đầu tư mã cổ phiếu VRE, ITA. Đối với ETA thì vẫn quan điểm ETA vẫn có một cái sóng dài ở đây và cái vùng cơ cấu thì vùng 2.9 đến vùng 3, mở mua dần, mua gom dần. VGC Hùng đã phân tích, VGC các anh chị lưu ý là một mã cổ phiếu chiến lược. VCG cũng hoàn toàn tương tự như vậy, và mã cổ phiếu TDH.
Đối với TDH, TDH thì Hùng đang kỳ vọng một cái nhịp đánh dài của cổ phiếu này, để lên được đến khoảng đâu đó vùng 15. Tuy nhiên là chúng ta thấy rằng vùng 13 là một cái vùng kháng cự cũng khá là mạnh của cổ phiếu này, thì có thể là cổ phiếu này nếu nếu mà tích cực thì cái vùng giá 12.5 có thể test sâu. Có thể test sâu về vùng 12.5, nhưng mà vùng 12.5 mà bị gãy thì nó sẽ xấu, tức là vùng 12.5 là cái vùng điểm hỗ trợ kỹ thuật của cổ phiếu này ở đây. Và khi hỗ trợ tại đây thì sẽ cần cái phiên từ vùng này thì có thể đánh lên và đánh dứt khoát để vượt thoát được cái vùng 13 cơ. Đấy, cái vùng 13 là một cái vùng mà rất là khó chịu của TDH tại đây, thì chúng ta sẽ quan sát ở hai cái ngưỡng này đối với mã cổ phiếu TDH. Trong team thì một số anh chị cũng đã mở mua TDH và chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ cổ phiếu này. Hôm nay thì Hùng sẽ phân tích thêm mã cổ phiếu đất xanh, DXG. Đất xanh thì rất nhiều những anh chị có hỏi Hùng rất lâu rồi là có bắt đáy không? Hỏi từ những vùng ở trên này có bắt không? Và chúng ta cũng có thể thấy rằng là bắt thì càng nhìn thấy đáy. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì Hùng đang thấy rằng đất xanh đang có những yếu tố khá là tốt, khá là ok tại đây. Thì đối với đất xanh có một cái nền ở đây 18-19, Hùng đánh giá rằng đã có khoảng đâu đó khoảng 3-4 tuần tích lũy tại đây. Tích lũy lại đây với vốn cạn, và hiện tại thì Hùng đang đánh giá rằng lực hồi của đất xanh có thể bắt nguồn từ đây. Đối với những tài khoản các anh chị mà muốn đầu tư cổ phiếu đất xanh thì chúng ta cũng có thể quanh vùng 18.5. Quanh vùng 18.5 đến vùng 19. Chúng ta sẽ đánh nhịp hồi. Chúng ta sẽ đánh nhịp hồi của cổ phiếu này, và cổ phiếu này sẽ đâu đó hồi về khoảng vùng 22. Đẹp thì về được khoảng về vùng 22, hồi về đây. Và đối với những cái mã cổ phiếu mà chúng ta mang cái tính chất bắt đáy như này thì chúng ta cũng phải nhanh tay lẹ mắt và quyết liệt. Chứng khoán thì có mã SSI thì Hùng đã phân tích rồi, dầu khí có GAT PLX, PVI, PVS đã phân tích, đặc biệt là mã cổ phiếu PLX là một mã cổ phiếu mà Hùng đã khuyến nghị các anh chị trong team của chúng ta. Đối với Đạm Phú Mỹ thì hiện tại đang khá là yếu, khi mà Đạm Phú Mỹ đã có những phiên đánh dội về vùng 16, tuy nhiên gãy vùng nền ở trên này và đánh dội về vùng 16. Tuy nhiên Đạm Phú Mỹ thì nó lại có một cái cách đánh của các nhà tạo lập cũng khá là hay, tức là khi có những phiên luôn hình thành cái đáy chữ V, luôn hình thành cái đáy chữ V rất là mạnh, các anh chị có thể nhìn thấy luôn hình thành cái đáy chữ V rất là mạnh, thì phiên ngày hôm nay là phiên mà Đạm Phú Mỹ tái cơ cấu quỹ ETF, thì Hùng đánh giá rằng có thể Đạm Phú Mỹ sẽ có một cái nhịp nhồi, không biết là có nhồi về thủng đến vùng 16, 15.5 hay không, nhưng mà cái vùng nền 16 này là cái vùng nền mà chúng ta cũng có thể quan sát để có thể mua gom, mua lấy vị thế. HVN thì xen kẽ ở trong tuần có những phiên tăng giảm đan xen, và HVN thì đang cố bươn về vùng giá 44. Chúng ta sẽ quan sát ở vùng giá 44 những yếu tố tạo lập để xem là có đánh vượt thoát được hay không. Còn nếu tại vùng giá 44 này mà không đánh vượt thoát được thì khả năng lại chỉnh về quanh vùng 41.5 ở đây. Quanh vùng 41.5 tích lũy lại, nhưng mà khả năng thì theo quan điểm Hùng thì trong nhịp này thì HVN sẽ đánh lên, khả năng là cũng sẽ không chỉnh về đâu đó đến vùng ấy đâu, cùng lắm thì chỉnh về chạm kênh, và sau đó thì cái target của HVN trong nhịp này vùng 48 đến vùng 50 vẫn không thay đổi đối với mã cổ phiếu HVN. VDC thì đã phân tích rồi. ACV, trong giai đoạn hiện tại thì Hùng đang thấy rằng ACV đang có những cái yếu tố về dòng tiền, không biết là cổ phiếu này có đánh thật hay không. Sau một quãng thời gian khá dài, có thể nói là quãng thời gian khá dài từ năm 2018 đến hết năm 2019 và đến bây giờ, tức là đến tháng 6 của năm 2019, thì ACV có một cái trạng thái đi ngang. Khá là dài, và không biết là đến bây giờ thì cổ phiếu này có tạo lập để đánh lên hay không. Hiện tại thì Hùng đang nhìn thấy có những manh mún để đánh tạo lập cổ phiếu này đi lên theo một sóng dài.
anh chị lưu ý. Nếu những anh chị nào mà yêu thích mã cổ phiếu hàng không này thì cũng có thể mở mua ACV ở đâu đó theo quan điểm của Hùng là vùng 84.5. Có thể canh ở vùng 84.5, có thể tham gia ở đây. Tuy nhiên chúng ta lưu ý là ACV là một mã cổ phiếu mà thanh khoản của nó cũng không thực sự cao. Chính vì vậy chúng ta cũng sẽ mở mua ở một cái góc độ an toàn ở trong cái vị thế tài khoản của chúng ta, các anh chị có thể lưu ý. HPG đã phân tích rồi, họ nhà Việt theo thì chúng ta sẽ phân tích cổ phiếu VGI. Ở VGI thì trong những bản tin trước đây thường có đề cập đến việc là khả năng VGI sẽ có những phiên tạo lập để đánh vượt đỉnh, tức là vượt cái vùng này là vượt khoảng vùng giá 29. Và trước khi mà tạo lập được thì VGI cần có những phiên để thứ nhất là hấp thụ lại hết ở cái lượng cung ở bên này, lượng cung ở đây, và cái thứ hai nữa là phải tích lũy lại để rung rũ lại hết tất cả, thì có thể là hội tụ về test chỉnh lề về vùng 26 và sau đó thì sẽ có những phiên đánh lên. Hiện tại thì VGI đang có những phiên mà đi ngang ở quanh vùng giá 28. Hiện tại thì vùng giá 28 không bị thủng thì đấy cũng là một cái yếu tố rất là tốt của cổ phiếu này. Về xu thế thì Hùng đánh giá là hiện tại thì dòng tiền nó lại đang bị suy yếu và cái đường MACD thì nó đang hơi bị xấu thì có thể là VGI sẽ test chỉnh về đâu đó khoảng vùng, có thể là VGI sẽ chỉnh về, chắc là chỉnh về khoảng vùng 27. Ở trong cái nhịp đánh ngắn này thì VGI có thể là sẽ tiệm đánh về khoảng vùng 27 và sau đó thì từ vùng 27 này sẽ có những phiên bung lực cầu để đánh vùng 29. Hùng đánh giá rằng đối với VGI vẫn là một mẫu hình mã cổ phiếu vượt đỉnh, chắc chắn là một cái mẫu hình mã cổ phiếu vượt đỉnh, và nếu mà đánh ở trong một cái sóng dài thì Hùng đang hướng VGI về vùng giá 35 đến khoảng vùng giá 36 đây ở trên này. Đấy là target dài của VGI, 35 đến khoảng vùng giá 36 ở trên này. Còn trong ngắn hạn thì kịch bản của VGI sẽ chỉnh về, nếu test chỉnh tối đa sẽ về vùng 27 đây. Và từ vùng này sẽ tích lũy lại 1-2 phiên và sẽ có những phiên bung cầu. Thì đối với cổ phiếu VGI cũng là một mã cổ phiếu thế mạnh của team, và những anh chị nào chúng ta đang nắm giữ thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ để theo dõi tiếp cái nhịp đi tiếp theo. Có những cái tín hiệu thì Hùng sẽ khuyến nghị ở trên Zoom. Ở ngành thủy điện thì chúng ta sẽ phân tích cổ phiếu NT2 hôm nay hơi xấu khi mà lực cầu bán của cầu ngoại bán khá là mạnh và đẩy cổ phiếu này lại về vùng 26.5. Tuy nhiên NT2 thì vẫn có một cái vùng 26.5 đến vùng 27 đây, vùng tích lũy đi ngang, và sẽ chờ những cái yếu tố tạo lập để có thể đánh cổ phiếu này lên. Hùng đánh giá rằng ngành thủy điện vẫn là một ngành khá là ok. GEG cũng là một mã cổ phiếu về thủy điện, thì đối với GEG thì Hùng cũng liên tục phân tích GEG ở một cái nền giá 21, để đấy là một cái nền giá tạo lập để giúp cho cổ phiếu này có thể có những cái hướng đi tiếp theo. Thì hiện tại thì GEG đã có 3 phiên cuối tuần khá là tích cực khi đánh vượt thoát vùng giá 22, và hiện tại thì đang có một phiên test nhẹ ở đây, test nhẹ lại ở khoảng vùng giá 22.4. Test nhẹ lại vùng giá 22.4 và chúng ta sẽ cùng chờ ở những yếu tố tạo lập của GEG để có thể đánh cổ phiếu này vượt đỉnh. Thì cổ phiếu này Hùng cũng đang kỳ vọng là sẽ đánh vượt đỉnh 24, và sẽ đi theo những cái sóng lớn của ngành thủy điện. Còn hiện tại những yếu tố hiện tại thì Hùng đang thấy rằng cái lực hồi sẽ có thể đã bắt đầu xuất hiện đối với mã cổ phiếu GEG PPC. Đó, các anh chị có thể nhìn thấy rằng những cái sóng đánh, những cái sóng tăng của cổ phiếu thủy điện thì nó cũng khá là kinh khủng và khá là ghê gớm. PPC thì trong tuần đã có những phiên đánh vượt thoát ở đây, là vượt thoát vùng 28 tiệm cận trên, và hiện tại thì đang có những cái phiên rơi lại rất là đẹp. Những cái phiên rơi lại này thì có thể rơi lại về đâu đó khoảng vùng 28.5, tối đa khoảng vùng 28.5. Có thể rơi lại vùng 28.5 và sẽ tạo lập để
để cổ phiếu này có thể đi tiếp, và cái sóng dài của PVC thì cũng đánh giá rằng nhịp này của PVC có thể đâu đó về đến vùng giá 32, và thậm chí nếu cao hơn có thể lên đến vùng giá 40 đối với PVC. Đối với sóng của ngành thủy điện thì cũng đánh giá rằng là đây cũng là một trong những cái mã cổ phiếu mà gọi là siêu phiêu, bởi vì cái mức độ tăng giá của cổ phiếu cũng khá là kinh khủng. Anh chị có thể nhìn thấy là chạy từ vùng 12 lên vùng 20, xong đó chỉnh lại đến vùng 14 và hiện tại đã lên đến vùng 28, và cổ phiếu này vẫn chưa có những cái dấu hiệu dừng lại, và vẫn đang có những cái dấu hiệu để tiếp tục vượt thoát đi lên ở một cái sóng sóng 3 đánh khá là mạnh, khá là kinh khủng. Ở vùng giá trước mắt để tiệm cận của PVC đấy là khoảng vùng giá 32, 31 đến vùng giá 32. Thủy sản thì Hùng sẽ không phân tích nữa bởi vì bản tin của ngày hôm nay cũng khá là dài. Ok, Hùng sẽ phân tích tại vì thủy sản thì cũng rất nhiều những anh chị quan tâm thì Hùng sẽ nói qua một tí cũng được. VHC. Đối với VHC thì có một cái nhịp hồi ở đây thì Hùng đã đánh giá rồi. Nhịp hồi này có khả năng chạm về vùng 89, không có gì đột biến. ANV, đối với ANV, trong bản tin tuần trước thì Hùng cũng đã có khuyến nghị các anh chị, tức là có thể là ANV sẽ tiệm cận đâu đó về vùng 26 và chạm về vùng kênh này thì ANV sẽ có một lực hồi ở đây. Lực hồi này thì có thể đánh về được khoảng vùng 29 đến vùng 30 ở đây đối với cổ phiếu ANV. Nếu anh chị nào mà yêu thích cổ phiếu này tham gia bắt đáy thì cũng có thể bắt. Khả năng cái lực hồi thì Hùng cũng đang thấy là bắt đầu xuất hiện có lực hồi đối với cổ phiếu ANV. Thủy sản Minh Phú MPC. Đối với MPC thì rất nhiều những anh chị có hỏi Hùng là có bắt đáy không, thì chúng ta thấy rằng cứ càng bắt thì cũng càng thấy đáy. Tuy nhiên hiện tại MPC đã có vùng 31.5, đấy là một cái vùng hỗ trợ trong dài hạn, cứ nói là như vậy. Thì khi rơi về đây thì khả năng là cổ phiếu này sẽ có những phiên lình xình và tích lũy đi ngang tại đây. Lực hồi thì hiện tại Hùng cũng chưa có nhìn thấy mạnh, nhưng mà khi về vùng hỗ trợ ở đây thì MPC đã tạo được khoảng tầm độ 4-5 phiên ở đây này. 4-5 phiên ở đây khá là ok ở vùng giá 33 và vùng giá 31.5. Với những anh chị nào yêu thích ngành cổ phiếu thủy sản thì có thể mở mua bắt đáy ở MP Minh Phú. Các anh chị có thể mở mua bắt đáy Minh Phú ở quanh vùng giá từ ở đây là khoảng vùng giá 32.5 đến vùng giá 33. Ok, bắt đáy. Các anh chị lưu ý khi chúng ta bắt đáy thì chúng ta tham gia một cái tỷ trọng vừa phải và phải luôn ở trong một cái tư thế sẵn sàng để chúng ta có thể chủ động về khi mà có những biến cố xảy ra. Ok, Hùng sẽ nói về hai mã cổ phiếu về khu công nghiệp đối với mã cổ phiếu này 130-140. Cả hai mã cổ phiếu này về nguyên tắc là nếu có một cái sóng đi thì đây là cái sóng đi cuối cùng sẽ về được đến khoảng vùng 160, với điều kiện là cổ phiếu này không gãy vùng nền 130 và có những phiên vượt thoát lại ở vùng nền 140 đối với D2D. NTC thì phiên ngày hôm nay hơi xấu. NTC hôm nay đã có những phiên bung và gãy cái nền tảng ở đây, và như vậy là gãy lần thứ hai thì như thế là nó sẽ rơi lại ở vùng 130, và tại vùng 130 này thì lại kiểm tra cái lực cầu tại vùng này một lần nữa. Nếu tại vùng 130 này gãy, những anh chị nào đang nắm giữ cổ phiếu này chúng ta cũng sẽ xem xét để chúng ta bán ra. Các trụ và các blue chip thì BVH Hùng đã phân tích, và BVH cũng là một mã cổ phiếu khuyến nghị đầu tư. Vinhome cũng khuyến nghị đầu tư. Vinamilk cũng khuyến nghị đầu tư. MWG thì Hùng cũng đã có phân tích các cái kịch bản của MWG, bởi vì MWG cũng là một cái mã cổ phiếu mà trong team của chúng ta đang mua và nắm giữ mã cổ phiếu này. FPT thì Hùng đã phân tích rồi. Mẫu hình cổ phiếu vượt đỉnh thì hiện tại thì Hùng đang theo dõi hai mã cổ phiếu khá là cơ bản tốt, đấy là cổ phiếu thứ nhất, đấy là cổ phiếu STK. Đối với STK thì STK để mà hình thành được cái mẫu hình vượt đỉnh ở đây thì STK cần phải vượt lại vùng giá 24, và STK không được gãy quá sâu, tức là không được gãy ở nền ở đây là nền 22 ở đây thì
Trong phiên cuối tuần, trong giai đoạn hiện tại thì Hùng đang thấy rằng STK đang có những cái phiên mà lượng cầu đang khá là thấp, và khi mà lượng cầu khá là thấp như vậy thì sẽ có những cái phiên tạo lập. Theo quan điểm của Hùng sẽ có những cái phiên tạo lập để kéo mạnh cổ phiếu lên. Thì đây là một cái mẫu hình cổ phiếu vượt đỉnh, và Hùng cũng đang kỳ vọng rằng STK sẽ vượt đỉnh vùng 24 để lên được đến cái vùng target Hùng phân tích ở đây là khoảng vùng giá 30, cũng khá là cao ở trong cái nhịp phân tích này, bởi vì Hùng đánh giá rằng STK cũng là cái mẫu hình mã cổ phiếu cũng khá là đẹp và khá là hay. Và khi mà STK vượt được vùng đỉnh 24, tức là vượt được cái vùng đỉnh cũng gần như khá là cao sau một cái nền tảng tích lũy khá là dài đối với mã cổ phiếu này. Một mã cổ phiếu nữa là TDM. TDM cũng là một cái mẫu hình cổ phiếu vượt đỉnh. Hiện tại Hùng đang thấy rằng TDM đang có những cái phiên test tích cực, và những cái phiên mà Hùng dự báo là chỉnh về vùng 30 thì đã không về được đến vùng 30, và hiện tại thì đang loanh quanh ở đây, là thậm chí là nền 31 cơ. Nền 31 cũng không gãy, như thế là rất là tốt. Và đối với những anh chị nào mà yêu thích mã cổ phiếu TDM thì cũng hoàn toàn có thể mở mua TDM ở quanh vùng giá, có thể canh ở quanh vùng giá đây để mua lấy vị thế các anh chị nhé. Lấy vị thế ở quanh vùng giá 30 31, mua vị thế. Chúng ta có thể mua để lấy vị thế ở quanh vùng giá 31, thì đánh giá rằng đây là một cái mẫu hình cổ phiếu vượt đỉnh cũng đang khá là tốt, khá là ok. Và đối với mã cổ phiếu TDM thì Hùng vẫn đánh giá rằng TDM sẽ đi theo những cái mô hình sóng dài. Sóng dài, và sóng dài này thì nó cũng sẽ rất là ok. Mục tiêu tiếp theo Hùng sẽ đặt nó hơi xa một tí, mục tiêu 40. Khá là dài đối với mục tiêu này. Tuy nhiên là đối với mẫu hình này thì Hùng hoàn toàn có thể kỳ vọng được cái target cao lên của TDM ở đây ở vùng giá 40. Một số cái mã cổ phiếu đầu cơ thì có lẽ là chúng ta sẽ không phân tích ở đây, tại vì bản tin của chúng ta cũng đã khá là dài. Chúng ta sẽ phân tích hai cái mã đầu cơ mà Hùng đang thấy khá là ok, C47. Đối với anh C47 thì anh ấy có một cái lịch sử đánh cũng khá là kinh khủng và khá là mạnh mẽ đối với cổ phiếu này. Và hiện tại thì Hùng cũng đang thấy rằng những yếu tố tạo lập có thể đánh cổ phiếu này ở quanh vùng giá 13. Hiện tại thì đang có những phiên đình trình cạn cung. Sau những phiên đình trình cạn cung này thì khả năng anh sẽ có những cái cây nến kiểu thế này. Anh sẽ có những cây nến kiểu thế này để đánh lên. Và cái vùng hỗ trợ tối đa của anh này ở trong cái nhịp đánh này đấy là vùng 12. Tức là có thể đánh những cái yếu tố tạo lập có thể đánh rũ lại cổ phiếu này về vùng 12, hoặc là có thể từ cái vùng nền 13 này có thể anh sẽ đánh luôn ở trong những cái phiên sắp tới. Một cái cổ phiếu đầu cơ thứ hai nữa là OGC. Đối với OGC thì cũng là một cái mã cổ phiếu đánh cũng khá là tương bừng ở trong cái nhịp đầu tiên. Tuy nhiên sau đó thì OGC cũng đã có một cái nhịp chỉnh, và hiện tại thì cũng đang đánh giá khả năng thì cái nhịp ở đây là quanh cái nền 4.1. Có thể có những yếu tố tạo lập và có những cái lực hồi từ nền 4.1. Nền 4.1 đối với cổ phiếu đầu cơ. Các anh chị lưu ý nhé, đầu cơ thì chúng ta sẽ mua ở một góc độ gọi là vơ bèo vượt tép, tức là gọi là chúng ta mua ở một góc độ gọi là đủ để uống cà phê, đủ để uống trà đá thôi. Ông sẽ phân tích sâu cổ phiếu PTB. Đối với PTB thì nếu những anh chị nào mà theo dõi những bản tin của Hùng ở quanh, Hùng đã khuyến nghị các anh chị ở cái nhịp đánh đầu tiên của PTB ở đâu đó ở quanh vùng giá 62. Không biết là đã chia, hình như là PTB mới chia sao hay là chưa chia, cũng không nhớ rõ lắm. Ở một cái nhịp đánh ở đâu, ở nhịp đánh đầu tiên ở đây, và sau đó thường đã có phân tích về tiệm cận của cái mã cổ phiếu này là về PTB đã chia rồi, ok.
ở vùng giá 66 và sau đó thì có những cái nhịp chỉnh, và những cái nhịp test chỉnh này tối đa ở quanh về vùng giá 63, thì các anh chị xem những cái bản tin của Hùng thì cũng có thể cập nhật được những cái dữ liệu đó. Và từ vùng 63 này thì PTB đang có những phiên đánh, và ở trong cái nhịp đánh này thì cũng đang kỳ vọng là PTB có thể đánh về vùng 74 đến vùng 75. Hiện tại thì sau khi mà đánh vượt thoát ở vùng 68 và nếu đúng hơn là đánh vượt thoát ở vùng 67 thì PTB đang có những phiên lình trình đi ngang ở đây không rõ xu thế, phiên lình trình đi ngang ở đây không rõ xu thế, thì đấy cũng là một điều rất là dễ hiểu thôi, bởi vì là ở bên này thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là cái vùng cản ở chỗ này cũng khá là dài, và cổ phiếu cần thời gian để hấp thụ hết tất cả những cái yếu tố tạo lập ở phía bên này. Và cái vùng giá mà Hùng khuyến nghị các anh chị đấy là chúng ta có thể mở mua PTB ở vùng giá 67 đến vùng giá 68 để chúng ta lấy vị thế. Và khi chờ cho PTB có những cái phiên có tín hiệu hút dòng tiền lên, những cái phiên mà có thể giao dịch của cổ phiếu có thể đạt được từ 300 đến 400 nghìn cổ phiếu, và vùng giá đẩy lên được khoảng vùng giá 7x, thì như thế là chúng ta sẽ mở mua hết đối với mã cổ phiếu PTB. Và PTB thì Hùng cũng đang đánh giá rằng PTB có thể chạy những cái sóng dài. PTB có thể chạy những cái sóng rất là dài đối với mã cổ phiếu này. Những cái yếu tố tạo lập ở đây về yếu tố về dòng tiền, tất cả các thứ thì đã sẵn sàng rồi. Những cái sóng chỉnh lăn tăn ở đây thì cũng đã xong, và hiện tại thì đang hướng đến những cái điểm sóng nó tốt hơn, những cái điểm sóng mới. Chúng ta cùng phân tích mã cổ phiếu HT1. Đối với HT1 thì trong những bản tin trước thì cũng có đề cập đến một cái vùng hỗ trợ đây 15.5, và HT1 thì luôn có những cái cách đánh nó khá là dị. Sau một phiên tăng mạnh đây thì có thể là sẽ rũ luôn ở phiên đằng sau đó, thì đấy là cách đi của cổ phiếu này. Tuy nhiên cách đi của nó thì nó cũng đi khá là chậm, khá là chắc. Đối với những anh chị mà thích đi chậm đi chắc thì có thể tham gia mã cổ phiếu này. Một số các mã cổ phiếu mới lên sàn thì hiện tại Hùng thấy rằng cổ phiếu LMH như thế nào. LMH cũng là một mã cổ phiếu mà đánh tạo lập rất là tốt. Có thể trong nhịp này thì cũng đang có thể canh chỉnh lại cổ phiếu này ở đâu đó khoảng về đến vùng giá 15. Tuy nhiên là khả năng thì không thủng đến vùng 15, tại vì hiện tại những yếu tố tạo lập như thế này thì khả năng là cổ phiếu này sang tuần lại có những phiên đánh lên từ đây. Đánh lên thì đầu tiên sẽ đánh chạm đỉnh và sau đó thì có thể là sẽ đánh đi tiếp. Với những cái mã cổ phiếu mới lên sàn này thì chúng ta cũng không có nhiều các dữ liệu để chúng ta phân tích. HVH. Đối với HVH thì cũng đã đánh giá rằng trong cái nhịp này HVH có thể hồi lại về vùng đỉnh cũ. Những anh chị nào mà đang nắm giữ mã cổ phiếu này thì chúng ta cũng có thể canh để chúng ta có thể chốt ở vùng đỉnh cũ, vùng 27-28. Lực hồi thì chắc là sẽ hồi về đây thì sẽ có những phiên đập trả lại đối với mã cổ phiếu BVH, HVH. Ta xem SZC. SZC thì vẫn chưa chỉnh được, và có thể chỉnh thì đâu đó chỉnh về vùng 18.6 đến vùng 18.5 ở đây. Về đến vùng này thì khả năng là sẽ có những phiên tạo lập tiếp theo. Đây là cũng một cái mã cổ phiếu mới lên sàn. Tuy nhiên là ở những cái đường đánh của cổ phiếu này thì rất là rõ nét, rất là rõ sóng. Thường những cái mã cổ phiếu mà rõ sóng thì Hùng rất là thích. Ok, như vậy là chúng ta vừa mới đi phân tích lại toàn bộ tình hình thị trường trong tuần vừa qua, cũng như có những cái góc nhìn nhận định về xu thế thị trường trong tuần tới, tức là tuần từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 6. Và chúng ta cũng đã đi phân tích tất cả những cái mã cổ phiếu mạnh, những cái mã cổ phiếu mang tính chiến lược của team. Và Hùng Lê cũng một lần nữa thì Hùng Lê cũng rất mong tất cả những anh chị em chúng ta đã xem những bản tin của Hùng Lê trên kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng thì chúng ta cũng đăng ký kênh. Chúng ta đăng ký kênh để chúng ta, thứ nhất là chúng ta ủng hộ kênh, thứ hai nữa là chúng ta cập nhật được những cái bản tin mới nhất của Hùng Lê. Và sau này thì Hùng Lê sẽ có thêm những cái bản tin video mang tính chất là những cái khóa học. Những cái khóa học thì Hùng có thể là những cái khóa học về phân tích kỹ thuật và phân tích thị trường.
và phân tích nến và tất cả những cái góc nhìn của Hùng Lê thì Hùng Lê sẽ up lên đây. Đây trên kênh này thì coi như là một cái kênh, một cái kho tư liệu để giúp cho cộng đồng nhà đầu tư, không chỉ bản thân các anh chị mà sau này những cái lớp nhà đầu tư mới ở đằng sau, rồi những bạn sinh viên đang ngồi ở trên ghế nhà trường, những cái bạn sinh viên học trường tài chính, học trường kinh tế, và sau đó thì các bạn cũng sẽ tiếp cận được những cái nền tảng kiến thức đó để giúp cho các bạn sẽ đi nhanh hơn, ngắn hơn so với việc Hùng Lê đã phải mất một cái quãng thời gian khá là dài, 10 năm ở trên thị trường. Và cái link đăng ký kênh thì các anh chị cũng có thể ở đây, ở trên cái góc phải màn hình và ở trên góc phải này thì nó có link đăng ký kênh YouTube, các anh chị cũng có thể kích vào đây. Khi các anh chị kích chuột vào đây thì nó sẽ hiển thị ra một cái thông báo. Đó, các anh chị sẽ hiển ra một cái thông báo, tức là có đăng ký kênh hay không thì các anh chị sẽ bấm vào đăng ký kênh. Ok, thì đấy là cái cách để chúng ta đăng ký kênh. Và chúng ta cũng có thể tham gia kênh của chúng ta ở trên Facebook chứng khoán gạch ngang chiến binh trên từng con sóng. Và đặc biệt hơn nữa thì các anh chị nếu có tất cả những cái thắc mắc thì chúng ta có thể comment vào dưới các cái bản tin hàng tuần của Hùng Lê để Hùng Lê có thể giải đáp đến cho cộng đồng nhà đầu tư. Và các anh chị cũng có thể add Zalo của Hùng Lê, số điện thoại 0968279555. Và Hùng Lê cũng mời tất cả những anh chị em nhà đầu tư nào có những cái góc nhìn và có những cái quan điểm mà nó song trùng với cái góc nhìn của Hùng Lê, và các anh chị cũng có được những cái đánh giá về cái mức độ hoạt động của team Hùng Lê ở trên cả hai mảng chứng khoán cơ sở và chứng khoán phái sinh, thì Hùng Lê cũng mời các anh chị về đồng hành cùng với team để nhận được những cái chia sẻ tốt nhất và để nhận được những cái hỗ trợ tốt nhất từ team của Hùng Lê. Ok, bản điện tin đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị nhà đầu tư trong những bản tin tiếp theo.